Alo. Alo. Vâng, chào bạn. Vâng, chào các anh chị trong chương trình Cửa Thử Tình Yêu. Em ở Hải Dương ạ. Vâng. Em này có câu hỏi muốn chuyên gia tư vấn cho em. Em năm nay 32 tuổi nhưng mà em ở nước ngoài được 6 năm, em về lấy vợ thì cũng lấy vợ cũng không tìm hiểu được được 2 tuần thì lấy, nhưng mà là hai vợ chồng về cũng không hiểu nhau nhiều nên là suốt ngày cãi nhau. Vâng. Từ cái việc nhỏ cái việc to đấy là vợ chồng thì cãi nhau rồi nắm lúc thì em cũng chán, cả ví dụ như là cả 2 năm lấy nhau thì 3 lần vợ em nó thách em làm đơn ly hôn, thế là đợt vừa rồi gần nhất thì là vào được 2-3 tháng này rồi thì vợ em sinh con ấy thì được 1 tháng. Chỉ có việc bình thường với hai vợ chồng cãi nhau thì là vợ mày tao chí tớ mới cứ trước mặt bố mẹ chồng với này cả chồng nữa. Thì em thực tế thì em đi đi với vợ thì để thì được vợ đưa cho 4,5 triệu, 4,5 triệu thì đi thì thanh toán viện phí đấy thì là thì hết hơn 4,5 triệu để về vợ một tiền gì mà anh thanh toán nhiều thế, một anh chi phí cái thì cho vợ cho con anh không ăn tiêu gì về cho bản thân đâu, thế là vợ thế cũng nằng nhằng cãi nhau hai vợ chồng, tiền của tao nuôi xong rồi cãi nhau to hai vợ chồng, một vợ một tiền tao từ khi sinh con tiền của tao, cái gì tiền của tao giờ em đi thật sự em nắm cái em cũng chán đi chả biết như nào, thế nhờ chuyên gia tâm lý cho em lời khuyên. Vâng, câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn và cho bạn những lời khuyên nhé. Dạ vâng ạ. Ôi rồi, chào em, anh nghe hết chuyện vâng rồi. Vâng ạ, chào anh Đinh Đoàn. Em là vợ mới sinh đứa thứ hai đúng không? Không, sinh bé đầu tiên ạ. À, em 32 tuổi em mới lập gia đình. Về thì 32 tuổi em mới có con. Rồi, tức là con còn rất là bé. Dạ vâng. Hiện nay hai vợ chồng ở riêng hay ở với nhà ông bà nội hay là ở ông? Vâng, em ở với ông bà nội ạ. À thế hả? Ở với ông dạ, vâng bà nội. Em có đi làm ăn gì không? Dạ em thì nói chung là em về được 2 năm này, nhưng mà em chồng anh chị em ấy thì là hai anh chị đều đi Đài Loan cả, thì còn mấy xa sủa thì mấy cái cháu thì bố là ông bà bố là ở nhà. Làm mấy năm này cũng đi làm, mẹ ở nhà mình trông cháu, mẹ làm mấy giờ ruộng. Vâng, thì cũng không làm ngoài. Thế còn vợ em thì làm cái gì? Vì ban nãy vợ em thì làm ở công ty, làm khu công nghiệp, công nhân bình thường. Rồi, ít ra thì cô đi làm khu công nghiệp trên tháng được có vài triệu, còn mình dạ ở nhà thì mặc dù mình cũng làm việc nhưng mà mang tiếng thì là vẫn là lâm dân đúng không? Dạ vâng. Cũng mình cũng chưa mức độ là phải nhờ đến vợ, nhưng mà về cảm nhận thì cô vẫn nghĩ rằng giá em cũng đi làm công ty, giá như em cũng mở những cửa hàng cửa hiệu nọ kia, hoàn cảnh nhà mình thì trước đây thì mình đi. Dạ vâng. Thế xong bây giờ mình về thì là anh trai với chị dâu đi, thì thay nhau ở nhà có người để trông ông bà cộng với các cháu. Dạ đúng không? Dạ vâng. Thế nhưng mà vì cái công việc của mình ấy nó không ra cái thu nhập mà nhìn thấy một cách rõ ràng, cho nên cái trong mắt của vợ em thì nghe có vẻ hơi bì tị một chút rằng là tao làm ra tiền, cái việc mà em chi tiêu hết 4,5 triệu cho cái hôm mà vợ đẻ mà cô ấy nói rằng là tiền của cô ấy làm, cô ấy tiêu không được gì cần đến ai, trong cái giọng nói ấy có ý là cậy của mình. Thế rồi là những thứ lặt vặt thôi, bởi vì cô đang sống cùng với nhà em, rồi cũng chỉ đi làm công ty. Thực ra gọi là mâu thuẫn lớn thì không có, hoàn toàn vì những cái câu ăn câu nói, lời ăn tiếng nói, cư xử này khác ở trong gia đình. Nhớ rằng vợ em mới sinh con, lại ngồi đấy không đi làm được, lương lậu nó sẽ không có. Rồi bản thân mình thì cũng không phải là có kinh tế khá giả gì. Và lúc này là lúc nuôi con, trên con người cũng dễ cáu bẩn và thay đổi tính nết sau từ khi sinh con.
mình hãy nhớ rằng là thằng cu nó ngày một lớn dần lên, mình cũng biết kiềm chế một chút, làm việc nọ việc kia đi, ngoài cái chuyện mấy xào ruộng ra thì việc nhà việc cửa, chăm các cháu, chăm vợ chăm con. Và lúc mà nó vợ mà có lắm điều lắm lời nói, cứ nói ngồi nói chán thì thôi, cái gì mà nó có quá đáng thì mình mới có ngồi phân tích tử tế, còn nếu không á mình cứ đi làm việc đi, hạn chế những chuyện cãi nhau tới đôi tới ba. Anh nghĩ như thế là một cách để... Em nhớ rằng không có nhà nào là vợ chồng không có những lời ra lời vào hay là xích mích, cái chuyện mà lúc nào cũng quý nhau, anh em ôm ôm ấp ấp thì chắc là chỉ có ở trong phim ảnh thôi, còn cuộc sống là như vậy. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho gia đình bạn sẽ tìm được lại hạnh phúc. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình bằng cuộc điện thoại. Vâng, xin chào thính giả gọi điện từ Hưng Yên. Câu hỏi của bạn là gì đấy ạ? Dạ, chị ơi, em hỏi là em đẻ con đây là 6 năm rồi. Thế mà bây giờ em đang muốn đứa nữa. Thì máu của em nó xấu lắm. Với lại... kiểu là cái đợt mà cách đây khoảng tầm hơn 15 thì em có một cái vết như kiểu là một cái vết tập đấy ở dưới chỗ gần cái vùng kín ấy. Thì là em có đi khám ở các nơi rồi thì người ta đều bảo là cái đấy là không sao cả. Thế thì gần đây nhất thì là nó lại không thấy nó lên nữa, tại vì cứ đến cái ngày hành tinh bắt đầu mới lên ấy. Thế mà bây giờ thì nó lại không lên nữa. Nhưng mà bây giờ máu em nó xấu lắm, thế thì em muốn đi khám xem là những quy trình như thế nào để cho nó chuẩn luôn, để em còn chữa trị những cái khoản tiền ấy của em ạ. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn nhé. Xin mời bác sĩ. Chị chào em. Cảm ơn chị ạ. Bao nhiêu tuổi rồi? Dạ, em năm nay 28 thôi ạ. 28, thì chồng bao nhiêu tuổi? Chồng năm nay 32 ạ. À thế à? Thế cái chuyện mà bây giờ muốn có con ấy thì em muốn là hỏi chương trình là bây giờ đi khám ở đâu để dứt điểm xem là như thế nào, đúng không? Dạ vâng ạ. Ừ. Với lại cái mà em nó bị tật ở gần chỗ vùng kín ấy thì có ảnh hưởng gì không ạ? Thế nói tóm lại là bây giờ em muốn đi khám phụ khoa, đúng không? Để xác định xem là mình có bị làm sao không? Và không phải là chỉ khám viêm nhiễm hay không, tức là bước đi của mình sẽ từ từ. Đầu tiên là mình đi khám phụ khoa để xác định xem là mình có viêm nhiễm cơ quan sinh sản không, âm đạo tử cung, buồng trứng, siêu âm. Hôm trước em có đi khám rồi thì là người ta bảo em bị viêm mậu tuyến, thì là đã đốt rồi ạ. Đốt rồi thì có người ta bảo là đốt như thế thì ảnh hưởng sau này mình rất khó có con, thì liệu có phải thế không ạ? Thế cũng chẳng hẳn đâu, cũng không phải thế đâu nhá. Dạ, vâng. Thì đấy là đốt rồi, thế đấy là phía mình chỉ có viêm lộ tuyến không thôi và đốt rồi, đúng không? Vâng. Thế bây giờ không có con chỉ do mình thôi à? Ông chồng phải đi khám chứ. Dạ, vâng, thế bây giờ em mới đang muốn hỏi xem bây giờ quy trình của mình như nào, tại vì mình bây giờ là ở vùng quê ấy, mà đi ra thành phố nhiều khi các cái chỗ đấy thì nó đông người, thành ra nó cái lịch trình khám của nó kín ấy. Mình bây giờ ở xa thì đi lên trên đấy kiểu sợ nó không hết ngày, không hết được ấy. Không hết thì cũng phải lên chứ làm nào, đi từ vâng Hưng Yên lên đây gần thôi mà. Vâng ạ. Đúng không? Vâng. Thế thì mình đi từ sáng sớm đi để xếp số 1, số 2, mọi cách đều được mà. Nguyện vọng của mình là đi khám phát hiện thì cả hai vợ chồng đều đi luôn. Vâng. Nhá, cả hai vợ chồng cùng đi luôn và để khám. Thì em biết lên Hà Nội thì đến đâu chưa? Dạ, đến Phụ Sản Trung ương ạ. Phụ Sản Trung ương hoặc Phụ Sản Hà Nội, hai nơi đều được. Chị ơi, em hỏi này, thế có phải ngày trước mẹ em cũng kiểu cũng khó quá lâu mới được có con, liệu bây giờ mình có theo di truyền thế không? Cái di truyền lâu khó có con á, cái việc mà sinh con đẻ cái ấy, thì người ta vẫn cứ nói rằng là khi đi khám về mà cả hai cùng không bị làm sao cả mà mãi vẫn cứ chưa có con. Vâng. Thế thì người ta hay đổ cho là trời chưa cho. Vâng ạ. Nên nếu mà trời chưa cho thì mình đợi. Vâng ạ. Đúng không? Thế nhưng mà trước hết là mình phải biết xem là mình có bình thường không. Chứ mình không đi khám, mình cứ đợi trời cho, nhưng mà không biết rằng là trời cho bao nhiêu lần rồi mà mãi không có con, là bởi vì cả hai cùng có cái vấn đề gì đấy. Vâng. Đúng không? Thế việc đầu tiên là xác định xem là cả hai vợ chồng có bình thường không đã nhá. Vâng. Vâng, xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình, chúc các bạn sẽ sớm có tin vui nhá. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng ạ.
Thính giả gọi điện từ Thái Nguyên phải không ạ? Chồng nhà em ấy thì suốt mấy năm vừa rồi ấy, thì là cũng trong 2 năm, từ 2016 chồng em nó ngoại tình. Ngoại tình mà khi em mà biết ấy, thì là cũng anh ấy về là anh cũng cứ xin lỗi này này khác rất là nhiều lần ấy. Thì sau cái thời gian đấy thì nói chung là em cũng nghe mọi người thì cũng chấp nhận, nhưng mà cứ qua lần này qua lần khác anh vẫn tiếp tục anh đi như thế, mà em thì quá là buồn luôn. Buồn mà lúc đấy tư tưởng nó không được bình thường ấy. Lúc nào cũng chỉ nghĩ như là chết thôi, không nghĩ thiết gì đến sống nữa ấy. Đấy như thế, nhưng mà đến thời gian bây giờ anh ấy xin lỗi thì các con đi chúng em là cũng cứ để ý anh ấy, thì là anh cũng không thấy đi lại nữa. Là không đi lại nữa thì em cũng là chấp nhận. Nhưng mà riêng về cái chuyện về tình dục ấy, về tình dục thì thực ra mà nói là nhiều khi là cũng là do em. Vì là thực ra cũng em cũng năm nay là cũng 52 rồi, nhưng mà em không còn một cái gì để mà kiểu chi tiết cái chuyện tình dục nữa. Thế cho nên là em muốn chuyên gia tư vấn cho em xem là bây giờ là em làm nên như thế nào. Vâng, anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn cho bạn nhé. Vâng. Rồi, xin chào ạ. Vâng. Dạ, em chào anh. Ừ. Vâng. Cái chuyện mà anh ấy ở có ngoại tình này rồi bị phát hiện, này, sau đấy có hứa hẹn và mình cũng đã có thời gian thử thách và thấy là không có tái phạm nữa. Thôi đấy cũng là điều mừng rồi. Thực ra mà nói này, trong một thời gian suốt từ 2016 đến 2017, nói chung là hứa hẹn cũng rất nhiều nhưng anh ấy cũng không bỏ được. Cũng là vào khoảng độ nửa năm gần đây thì thấy im thôi, chưa biết là liệu có thể là bỏ hay không. Thì em bản thân em đến bây giờ chưa thể biết được là chính xác là bỏ hay không. Nhưng có cái là, vâng, để mà nghe ngóng mọi người chung quanh thì người ta không thấy nói xì xào nhiều về cái chuyện đấy nữa. Thế thôi, chứ còn để chắc chắn là anh có bỏ hay không thì em thật sự bản thân em đến bây giờ em cũng chưa biết. Anh ấy năm nay bao nhiêu tuổi? Nhà em cũng bằng tuổi em, cũng là 52 tuổi em. Còn trẻ lắm và đang khỏe và đang rất sung sức. Đấy, cái điều đáng quan tâm ban nãy có mình nói đấy. Rằng là mấy năm 2 thôi mà chả còn có thiết tha gì cái món kia nữa. Thế trong khi đó một người đàn ông 52 đang tuổi cũng còn mạnh lắm. Không phải là tất cả, nhưng cái quan hệ vợ chồng nó cũng là cái sợi dây mà gắn kết tình cảm vợ chồng. Cái việc mà anh ấy ngoại tình có thể cũng một phần vì nguyên nhân là không được cái thỏa mãn cái nhu cầu tình dục ở trong gia đình. Cách đây từ năm 2016, lúc ấy mình 49, 50 đi, đang ở mãn kinh đúng không? Tuy nhiên thì đã rất là nhiều năm nay người ta cũng đã nói rồi. Mãn kinh ở phụ nữ không có nghĩa là mãn dục, mãn kinh có nghĩa là không rụng trứng, không còn kinh, không còn khả năng sinh sản. Nhưng mà tình dục thì phải duy trì, tất nhiên nó sẽ gặp những cái khó khăn nhất định. Chẳng hạn như khi mà mình đã mãn kinh thì nhu cầu nó cũng không được mạnh nữa này. Nội tiết tố nó cũng làm thay đổi sinh lý đi, khiến cho là cái chỗ âm đạo nó cũng hay khô, chứ nó không được tiết gì nhầy như trước kia này. Và từ cái khô ấy nó dẫn tới được khi quan hệ thì nó hơi đau, hơi rát và làm cho mình ác cảm. Cộng với việc là về mặt tâm lý nữa, mỗi khi mình cái hình dung là lão lại đi với người nọ, lão đi với người kia, thành ra ấn tượng trong đầu cũng đã khiến mình nản rồi. Một mặt thì tuổi tác rồi về sinh lý cũng đã thay đổi, cộng với lại tâm lý đã cứ chút nghi ngờ chồng mình ra ngoài đã ăn nằm với người nọ người kia, khiến cho là cái trục trặc tình dục nó lại càng còn khó khăn. Thế thì bây giờ thì thay vì mình cứ đi rình rập theo dõi lắng nghe xem người ta còn đồn là anh ấy ngủ với ai, đi đâu nữa không, thì mình củng cố nội lực, tăng cường cái sức mạnh của gia đình đi. Đi tham gia các câu lạc bộ yoga, dưỡng sinh, ăn nọ uống kia, đặc biệt là vitamin rồi rau củ quả để cho tăng cường sức khỏe, mát da mát thịt, rồi mình níu lại cái thanh xuân của mình, làm cho mình xinh lên, đẹp lên. Ăn diện thêm váy vóc, thỉnh thoảng đi làm đầu làm nước, đắp mặt nạ mình nhé, sinh hoạt với chị em, nhất là những người ta có kinh nghiệm mà giữ gìn cái tuổi xuân cho mình ấy mà. Đấy là một cách. Thế rồi mình tập sức khỏe để cho nó không xuống cấp quá nhanh, chứ không chỉ độ vài năm nữa, độ năm mình năm tư năm nhăm mà
mà rồi cứ ngồi đấy suy nghĩ nhiều, xong rồi lại còn cứ nghi ngờ này khác, rồi không chịu vân vân. Thực ra bản thân em ấy thì em nghi ngờ thì em không cứ tự nghi ngờ về và nói chồng với con, chúng em không bao giờ có cái chuyện đấy. Nhưng thực sự chúng em phải là tìm ra những cái nguyên nhân mà nó là thật sự là có thì chúng em về chúng em mới nói. Rồi. Nhưng mà vâng, trước đây là không phải là nghi ngờ nữa mà đấy là ồ thì cứ cho là có thật đấy, nhưng mà bây giờ chuyện đã qua rồi mình còn cứ nghĩ lại thì cũng chẳng được cái gì. Thay vì như thế thì cũng giống như là nhà đã có một lần sơ suất để mất trộm, bây giờ mình cứ ngồi đấy mình chửi thằng trộm thì không giải quyết được vấn đề gì. Thôi thế thì gia cố lại khóa khẩm đi, củng cố lại những chỗ sung yếu mà dễ nó hay chui vào, nó hay đột nhập đi. Mà một trong thứ đó chính là hòa hợp đời sống tình dục vợ chồng. Thế thì vấn đề sức khỏe, vấn đề tinh thần, thế rồi là tham gia các câu lạc bộ ở đấy, người ta chia sẻ cái cách mà ví dụ như ở tuổi mình mà vẫn để mà quan hệ tình dục vợ chồng được thì như thế nào. Nhiều chị ngót 50 năm vừa mới đọc thấy chưa, các cái chị 61 tuổi chị còn lấy chồng hai mấy, mình mới có 52 đã nghỉ hưu sớm quá là chết đấy, đúng không? Thế thì không có biện pháp nào tốt hơn chính là làm cho nâng mình lên, rồi bớt nghĩ những chuyện đã xảy ra rồi đi. Tức rồi bực rồi là giận anh ấy là đã làm cho mình mất lòng tin, cũng chẳng để làm gì được nữa, đúng không? Chuyện đã qua cho qua, nhưng bắt đầu từ nay nếu mình không đổi mới, mình không cải thiện thì rồi cái sự sập sệ của mình ngày càng nó còn xuống nữa. Rồi một bên thì cứ thế này, một bên thì sẽ phải đi thế kia. Mình có quát tháo, có kêu gọi cái lòng chung thủy, rồi phải hết lòng thế nọ thế kia, nhưng mà đói ăn vụng túng làm liều, đúng không? Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có nhiều niềm vui hơn trong cuộc sống bạn nhé. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Thái Nguyên. Alo, xin chào thính giả gọi điện từ Thái Nguyên. Dạ, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây ạ. Bạn trình bày câu hỏi đi ạ. Dạ, em muốn gặp bác sĩ ạ. Vâng, bác sĩ Vũ Minh Phượng của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn. Xin mời bác sĩ. À, chị chào em. Dạ em chào chị, em bị bệnh dạy lớn, nó mọc hết cả người rồi, em đi chữa bệnh ra nữa rồi nhưng người ta bảo người ta vẫn chưa khỏi chị ạ. À em bị bệnh vẩy nến đúng không? Thế và em đã đi khám rồi, điều trị rồi mà mãi nó chưa khỏi, có đúng thế không? Ôi thế em đi khám và điều trị ở những đâu? Đi lên ra nữa ở Hà Nội ạ. Thế và điều trị chưa khỏi thì có quay lại tiếp lại đấy không? Tại vì em đang ở trên Lạng Sơn nên em chưa có thời gian quay lại ở chỗ đấy. Cái bệnh da liễu ấy là cái bệnh mà điều trị nó cũng lâu đấy, nó cũng mất thời gian đấy nhá. Thế nên cho nên là nếu mình đã khám thì mình làm thế nào phải kiên trì. Nếu như mà lần trước ấy mà em đi khám xong cho thuốc mà em biết là cái hoàn cảnh của em sẽ đi xa thì nếu như mà nghĩ được trước như thế thì em hoặc là bây giờ em làm cách nào đấy để em có số điện thoại của bác sĩ mà khám cho em ấy, thế rồi em kể lại tình hình với người ta và có thể là người ta đã khám và người ta điều chỉnh thuốc cho em. Chứ còn bây giờ thì ở cách xa như thế thì rất là khó, và chị chỉ có thể nói được với em là cái bệnh vẩy nến không phải là chữa một lần và một liều thuốc là chính xác luôn nhá. Chúc bạn sẽ kiên trì để chữa bệnh và chúc bạn cũng giữ gìn được sức khỏe của mình nhé. Cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình ạ. Cảm ơn bác sĩ Vũ Minh Phượng. Bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác. Điện thoại gọi đến từ tỉnh Long An. Alo. Vâng. Xin chào chương trình. Dạ, tôi nghe đây ạ. Và câu hỏi của anh là gì đấy ạ? Mình năm nay 8 tuổi rồi. Thì hai vợ chồng được hai đứa con. Vâng. Thì cuộc sống thì cũng nhiều sóng gió, cũng vượt qua. Thế nhưng mà cái thời gian gần đây thì khoảng độ 2 năm nay thì vợ chồng cũng trục trặc. Nhưng mà bây giờ là cô nói là bây giờ là tôi với ông bây giờ như người xa lạ rồi. Cô không cho mình sống chung nữa. Vâng. Thế nhưng mà bây giờ là mình thì bên bên công giáo không được ly dị. Vâng. Thế nên bây giờ hỏi chương trình cho cái lời khuyên và có cái giải pháp nào cho nó phù hợp để mình tiếp tục trong cuộc sống. Vâng, xin rất là chia sẻ với hoàn cảnh gia đình của anh hiện nay. Vợ chồng thì gần như không còn tình cảm nữa, tuy nhiên thì lại có một cái số những cái ràng buộc về
vấn đề tôn giáo đúng không ạ? Nên là rất là băn khoăn và khó nghĩ. Anh Đinh Đoàn ạ, xin mời anh tư vấn câu hỏi cho thính giả Long An. Vâng, xin chào anh. Chào anh Đinh Đoàn ạ. Ban nãy mình nói là mình bao nhiêu tuổi nhỉ? Năm nay 48 rồi. Vâng, 48. Cô thì bao nhiêu rồi? Cô là 46. 46. Ban nãy mình có nói là cuộc sống vợ chồng nó cũng không có gì sóng gió và nó cũng có một tí trục trặc nhưng cũng lại yên ổn rồi, đúng không? Tức là sóng gió thì trước giờ thì cưới nhau là sóng gió cũng nhiều lần, cũng một lần là gần như là ly dị đấy. Ký rồi, cô ký rồi nhưng mà tòa kêu lên nhưng mà cô bảo là bây giờ là cô không ly dị. Và mình thì là có mấy cháu? Một đấy hả? Hai cháu. Cô nói là không còn tình cảm và cũng không có quan hệ tình dục nữa hay là vẫn chung sống ở nhà, vẫn ăn, vẫn uống, vẫn làm, chỉ có điều là không được quan hệ? Như là mấy lần trước thì trục trặc nhưng mà sau khi mà vợ chồng tức là lại hàn gắn lại ở với nhau, mình cũng lâu lâu mình quan hệ thì nhiều khi là cô lại kiểu như là không có thoải mái. Rồi cái lần gần đây là khoảng độ cách đây hơn một năm, mỗi khi mà mình gần gũi là cô không cho. Thế thì em mới nói bây giờ tình hình ý em như thế nào á. Cô mới nói câu là bây giờ là tôi với ông là coi như người xa lạ rồi, bây giờ không thích nữa. Em mới bảo giờ cô không thích tôi, thích ai? Cô bảo là bây giờ là tức là mình thấy đó. Cô ấy chỉ có không thích mình và hay là cô ấy có ai không hay là như thế nào? Thì từ đó đây là cái chuyện là việc ai nấy làm anh. Có nghĩa là không ai quan tâm ai, không ai nói chuyện với ai nữa. Nhưng mà vẫn chung sống một nhà, các thứ vẫn bình vẫn thường, chung nhà. Hết. Vẫn chung sống một nhà. Mình đi chơi đâu đấy cô cũng không cần quan tâm. Dạ đúng rồi. Cô ấy có cái mối quan hệ khác mình cũng không được để ý, không được hỏi à? Dạ không ạ. Thế và cô thì không nói là ly hôn, chỉ có mình nghĩ thôi đúng không? Mình có nghĩ rằng thế này này, cô cũng là 46, giá như một người phụ nữ mà hiện đại một chút, người ta sẽ có những cái hiểu biết nhất định về cái đời sống vợ chồng. Bước sang tuổi 46 là nhiều chị em là đã tiền mãn kinh rồi đấy. Thế và là bắt đầu giai đoạn tiền mãn kinh là nhiều người ngại ngại, tránh tránh là không muốn quan hệ nữa, bởi vì nội tiết tố nó cũng giảm bớt rồi, ở chỗ đó nó cũng khô, cũng đau, cũng rát, rồi cũng ngại, rồi thấy là nó cũng chả được cái gì, thế là cũng chán. Thế nhưng mà ở đây thì không biết là có phải như thế mà cô bảo thôi chả quan hệ nữa. Khá nhiều đôi vợ chồng cũng chỉ 45, 50 là thôi dừng, vợ thì ngủ ôm một đứa con, ngủ chồng thì ngủ ở giường khác với một đứa khác, vân vân. Và họ cũng chung sống vui vẻ. Ở cái tuổi này rồi, một người phụ nữ 46, vợ chồng cũng phải có những cái lãng mạn một chút, đưa nhau đi Vũng Tàu mà tắm biển rồi, so bóp bấm lưng rồi ngâm nước thuốc bắc thuốc biếc rồi về, rồi vân vân. Đại khái là mình nâng cấp ấy, cả về sức khỏe lẫn kỹ năng, rồi làm sao để mà khơi gợi thấy rằng là 46 tuổi vẫn còn không phải là quá già để mà làm cái việc đó. Rất nhiều người phụ nữ kể cả mãn kinh rồi nhưng mà mãn kinh không có nghĩa là mãn dục, người ta có hiểu biết, người ta vẫn duy trì. Thế thì có lẽ mình hâm lại cái đời sống vợ chồng, từ cái đời sống tình cảm rồi nó mới nảy sinh cái nhu cầu kia. Thế phải nhu cầu kia làm được một vài lần mà thấy ôi cũng còn ngon lành ấy, thế rồi cứ thế đà nó sẽ đi tiếp. Chứ còn hai người cũng chẳng đến nỗi căm thù nhau, không nhìn mặt rồi thế này thế khác đúng không? Mình thì, thế còn mình là đàn ông đàn an thì tùy ở mỗi cái nhìn nhận, mỗi góc độ mỗi người. Có người nói rằng là 46. Thì em nói là thế này, mình cũng không phải là cái vấn đề mình sống về cái vấn đề mà đòi hỏi cái vấn đề mà tình dục. Rồi. Thì mình sống với nhau. Có nghĩa là cô phải hiểu ra là mình phải sống, trước giờ mình sống như thế nào thì bây giờ phải như thế. Tức là sống phải có cái tình cảm. Chẳng hạn như mình đi làm và hay như thế nào đó thì vợ chồng là mình phải biết chia sẻ cho nhau. Nhưng bây giờ cô kiểu như không, mình sống giống như người dưng mà không có tình cảm. Mà đến bây giờ mình nghĩ không phải là mình ham muốn cái vấn đề tình dục mà mình sống với nhau anh. Rồi, thôi tình dục thì tức là theo mình thì cũng không phải là quá quan trọng, nhưng mà vì thấy bây giờ nó nhạt nhẽo đúng không? Vợ chồng mà sống chung một mái nhà nhưng mà hồn ai người giữ, mình mong rằng là đi làm về thì nói rằng là ba nó mệt không, rồi là ăn cháo hay ăn mì em làm, rồi có quả trứng đấy có ăn không để luộc, ví dụ như vậy đúng không?
Thực ra thì mình thừa sức có thể là ngồi ăn ở hàng ở quán no nê mới về, nhưng mà thế nó không còn gọi là mái nhà nữa. Mình là người chủ động đi. Mình cứ mong là ước gì giá cô ấy quan tâm đến mình, ước rằng cô ấy phải thế nọ thế kia. Thì bây giờ mình làm ngược lại, mình làm mẫu đi. Anh nghĩ rằng là thôi tùy tình cảm anh, em coi anh thế nào, anh không quan tâm. Sống với nhau cũng phần đấy năm rồi, có hai đứa con rồi, mình bây giờ cũng phải sống cho bản thân mình. Anh định là tới đây á, Tết Tây á, thì cả nhà thì đi Đà Lạt. Thôi mình không có nhiều tiền, không đi máy bay, mình đi xe đò. Thế rồi là, tức là mình rút ra khỏi cái cuộc sống thường nhật nhàm chán ở nhà đi. Ở nhà cứ quanh quẩn nọ kia. Rất nhiều đôi vợ chồng đã có cái đời sống tình cảm nó được hâm nóng sau một chuyến đi chơi riêng, một chuyến du lịch. Bà vợ nhận ra là ôi ông này tưởng là vớ vẩn, thô tục thế thế mà lãng mạn là phết. Thế rồi lại ngược lại mình cũng nhận ra là bà vợ mình mồm bái nói thế thôi, chứ còn thực ra trong lòng cũng ôi nhí nhảnh nha, ra chỗ vườn hoa đứng chụp ảnh tự sướng xong rồi đăng Facebook cười hí hí rồi như trẻ nhỏ. Đấy, mình phải có những cái hoàn cảnh để mình mới nhận ra nhau rằng là cũng còn trẻ lắm và cũng còn yêu đời. Còn cứ đi làm tối về ăn xong giường hai người ngủ mỗi người một cái điện thoại, sáng mai lại lặp lại như thế thì đúng là dần dần có nó cũng như không. Thôi mình đừng mong ước mà mình làm đi. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ giúp anh chị điều chỉnh được cuộc sống gia đình của mình nhé. Chúc anh sẽ có cuộc sống hạnh phúc. Dạ vâng, xin được cảm ơn ạ. Vâng, cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn ạ. Chúng ta cùng tiếp tục chương trình và cuộc điện thoại gọi đến từ Bắc Giang. Bắc Giang đâu ạ? Vâng. Chào anh ạ. Vâng. Anh ơi, em muốn hỏi là em quen anh ấy được 3 năm rồi ạ. Và lúc quen thì em biết là anh có gia đình rồi ạ. Vâng. Vâng, bây giờ em muốn hỏi chuyên gia tâm lý là có nên tiếp tục hay không ạ? Thế hiện tại thì vẫn đang tiếp tục à? Vâng, hiện tại vẫn đang tiếp tục ạ. Anh ta hứa hẹn với bạn điều gì không? Anh ấy không hứa hẹn gì, anh ấy nói thẳng luôn là anh không thể đến được với em, có nghĩa là anh không thể bỏ vợ con anh được vì anh thương hai đứa con, nhưng mà anh vẫn dẫn yêu em. Ồ. Thế và hiện tại là quan hệ với nhau được 3 năm nay rồi? Dạ vâng ạ. Có cái gì sâu sắc chưa? Dạ có rồi, bọn em mới quan hệ cách đây được 2-3 tháng rồi ạ. À, thế 2-3 tháng gần đây là cái quan hệ thường xuyên rồi đúng không? Dạ không ạ, 1 tháng gặp nhau một lần ạ. Hai người làm cùng nhau à? Không ạ, em đang đi học còn anh đi làm, anh hơn em 8 tuổi nhưng mà anh làm ở quê ạ. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng ạ. Ồ, em ơi, yêu nhau được 3 năm rồi và cho đến bây giờ trong khi trong cái giọng nói của em nghe có vẻ cũng không được vui đúng không? Tại thời gian đầu thì anh rất là như kiểu là rất là yêu em, thời gian này công việc nó cũng trục trặc nên là cãi nhau suốt, em cũng nhiều lần bảo chia tay nhưng mà anh cứ kiểu là không muốn chia tay, bảo là đợi khi nào em học xong có công ăn việc làm ổn định, có cuộc sống riêng tư rồi lúc đấy anh em muốn thế nào cũng được ạ. Anh còn đang cố níu kéo thêm tí nào là hay tí ấy, chứ còn trước sau thì anh cũng chia tay rồi, chứ anh cũng chẳng giữ mình làm gì đúng không? Vợ dạ, vâng có ạ. Rồi con có rồi, anh cũng nói thẳng là anh không nhưng bỏ mà vợ. Em cũng xác định là chắc không đến được với mình với cũng nhau không hy nhưng vọng. Mà bây giờ thật sự là em muốn cho nó vui vẻ đến khi mà học xong á, nhưng mà dạo gần này nó cứ trục trặc suốt nên là em không biết là nên, tại anh cứ níu kéo mà mấy hôm nay anh lại đang bệnh nữa nên là Vui vẻ làm sao được hả em? Vui vẻ làm sao được? Người ta đến với nhau vui vẻ khi mà cả đôi bên đều rất thật lòng, nhìn thấy phía trước là một tương lai, cùng nhau thế nọ thế kia mới vui. Còn bây giờ là do một anh có vợ rồi, lâu lâu thì tháng lại gặp mình một lần, thì giống như là có một cô người yêu thay đổi món đi, tức là cả tháng ăn cơm nay đi ăn bữa phở. Có nghĩa các cô gái khác mà nhắn tin này gọi nhiều, rất là nhiều cô gọi điện đến nhắn tin muốn làm bạn gái, muốn anh. Có cô nhắn tin đến bảo là cho em làm người lớn nhưng mà anh đều từ chối, anh đều nói thẳng thường, cũng nhiều lần em thử em mượn bạn em gọi điện đến nhưng mà anh vẫn không, anh từ chối, anh nói rất là kiên quyết, tức là mình là hơn những các cô kia xin còn chẳng được, còn mình thì không phải ạ. Ý em không phải vậy mà ý là em thấy anh cũng yêu em thật lòng ạ. Thật lòng, những cái lòng ấy để làm cái gì, nếu mà lòng mà thành một trái tim bên lề
khi mà anh ấy nói thẳng là chẳng lấy đâu, thế còn mình cứ lẳng nhẵng mình theo sau rồi bỏ rơi bất cứ lúc nào đấy. Bây giờ em thấy chưa, em vướng vào mối quan hệ này, chỉ cần anh một người đàn ông có vợ rồi mà chỉ cần hơi không quan tâm tới em đã thấy khổ rồi, thế thì lúc mà ta còn bỏ rơi nữa thì mình thành người rất là khổ, đúng không? Thế thì tất nhiên thế này, để trái tim nó cũng có những lý lẽ riêng, mình cũng không thể trách móc rằng là sao mình ngu thế, mình dại thế. Trước cái tình cảm, trước cái tình yêu, nhiều người cũng đều dại dột như nhau, nhưng mà bây giờ thì sau 3 năm chắc mọi thứ em cũng đã chững lại, em nhìn các vấn đề nó tỏ hơn rồi, rằng mình chỉ bị lợi dụng thôi. Cứ giả sử là được yêu đi chăng nữa, nhưng mà tình yêu mà chỉ lững lơ tháng một lần, anh ta thì được, mình thì chả được cái gì. Anh ta vợ cũng có, con cũng có, người yêu cũng có, thì sướng quá, còn lần lâu anh mới bỏ. Nếu như mình không là cái người chủ động, biết rằng là mình cũng chẳng được gì, mình không chủ động thì anh ấy sẽ nhì nhàng, thậm chí anh còn nói rằng anh sẽ yêu em suốt đời, kể cả sau này em lấy chồng rồi anh cũng vẫn muốn yêu em. Như vậy là thỉnh thoảng chúng ta cứ yêu nhau một lần nhá, kể cả nó sẵn sàng người ta sẽ nói như thế. Nhưng mình nghĩ rằng là đằng sau cái tình yêu ấy là cái gì. Có thể lúc ban đầu thì anh ấy cũng muốn thử chinh phục xem khả năng anh ra sao, rồi mình cũng thấy anh ấy cũng là người đàng hoàng, đáng yêu. Thế nhưng rồi căn bản là cái đích cuối cùng, và sau 3 năm yêu nhau chẳng thấy một tí hạnh phúc nào, càng ngày lại càng thấy khổ đau hơn. Thế thì cũng giống như một con người mà đi lạc đường ấy, càng ngày càng thấy đường nó cứ cụt cụt dần, mà đường nó cứ tăm tối dần. Thế thì biết rằng là có thể cuối con đường nó là đường cụt hoặc là rất nguy hiểm. Thế thì mình dừng lại đi, đừng tiếc cái 3 năm đã chót này. Bởi vì đời còn dài, cái 3 năm cứ coi như mình tập sự đi. Mình bỏ ra để được có một cái bài học về rằng là hóa ra tình yêu không đơn giản, hóa ra đàn ông nó cũng tham lam nhờ, nó có vợ rồi nó bảo là nó không yêu vợ nó lắm rồi nó yêu mình, nhưng mà cuối cùng nó cũng chẳng lấy mình. Hóa ra ở đàn ông giữa yêu và lấy nhau nó lại khác nhau một trời một vực. Phụ nữ đôi khi thì mong muốn rằng yêu ai thì gắn bó trọn đời với người ta, đúng không? Thế nhưng em thấy rồi, cái anh người yêu của em, vợ theo như lời anh nói là không yêu lắm đi, nhưng mà vẫn là vợ, vẫn là có trách nhiệm, vẫn quan tâm. Thế còn em là cái người được yêu nhưng mà sẽ không lấy. Vậy thì lấy và yêu là hai vấn đề không phải lúc nào cũng song hành. Thế thì chốt lại là tình yêu mà chỉ làm cho mình bị tổn thương, bị đau khổ, và mình lại trở thành cái gọi là đối tượng cho người khác lợi dụng, mà đặc biệt là mình đã nhìn nhận ra vấn đề thì dừng lại đi càng sớm càng tốt. Cũng như là một cái cuộc phẫu thuật nào cũng đau, cắt bỏ một cái khối u nào cũng sẽ làm khổ, nhưng mà đề phòng nó còn cái khối u nó lớn lên rồi nó vỡ ra nó thành ung thư, đúng không? Đau một chút nhưng rồi thời gian nó làm cho em sẽ bình tâm trở lại, em sẽ có cơ hội để có hẳn người yêu thực sự và có chồng đàng hoàng, có con đàng hoàng, chứ không phải bây giờ mình đúng là trái tim bên lề, đúng không? Bạn đã nghe rõ những lời tâm sự của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Hy vọng bạn sẽ có cái suy nghĩ và cái hành động sáng suốt. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa Sổ Tình Yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 02438262625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 02438262625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Gia Lai. Dạ, em nghe đây ạ. Vâng. Em xin hỏi chuyên gia tâm lý. Vâng. Em với lại chồng em thì kết hôn được 15 năm rồi. À, thế à. Mà em được 2 cháu rồi á. Cháu lớn thì được 15 tuổi, còn cháu nhỏ thì mới được 6 tuổi. Mà em ra tòa ly hôn là được 5 năm rồi. Chồng em thì thực ra là bản chất là một người tốt thôi. Thế à. Mà bị cái người phụ nữ kia họ dụ dỗ anh. Thì 5 năm nay thì anh vẫn cứ quan tâm và đi lại giống như kiểu là chưa ly hôn với anh. Rồi. Không biết là bây giờ em có giữ mối quan hệ đấy nữa không, hay là mình giải quyết cho dứt điểm luôn anh? Dứt điểm thì là đã dứt điểm rồi đúng không? Bởi vì đã ra tòa và ly hôn rồi. Thế hiện tại thì anh ta đang sống với ai? Hiện tại thì nói chung anh ta là đi làm công trình á, ở công trình thôi, chứ không ở với cô kia, nhưng mà cũng vẫn phải hai người đó là có một đứa con chung. À. Nên là bây giờ anh phải chu cấp tiền để... Tức là ngoài cái việc mà thường xuyên chăm sóc cái đứa con chung với cô gái kia thì cũng về rất là chăm sóc mẹ con nhà bạn, đúng không? Dạ, và chính vì cái sự chăm sóc của anh ta rất là chu đáo như thế khiến bạn mủi lòng.
Và nếu mà như thế này thì chắc chắn là sẽ có nhiều việc sẽ xảy ra tiếp theo mà nhiều khi là mình không thể đoán được, đúng không? Dạ, đúng. Ngoài chuyện chăm sóc con cái và chắc là bản thân mẹ nó là bạn đúng không? Dạ. Có điều gì nảy sinh tiếp theo sau khi đã ly hôn? Dạ không, em thì thực ra em không còn tình cảm gì hết anh ạ. Rồi. Nhưng mà ý là em giống kiểu là mình cảm thấy là anh ấy giống kiểu là, ví dụ như trong việc gia đình ấy, có việc gì ví dụ như là công to việc lớn là đều anh dạ, đều tham gia. Là ví dụ như em điện là anh ấy về anh sẽ làm hết. Rồi. Như thế. Dạ. Rồi. Và bây giờ thì nói thật là bạn muốn điều gì? Em vẫn muốn là chỉ có chu cấp tiền cho con thôi. Rồi không qua lại với con cái nữa. Hay là cứ để cho anh ấy tiếp tục như thời gian trước ạ. Hai bé nhà bạn là một trai một gái à? Dạ, hai trai hết anh ạ. À, hai con trai, đúng ra là cũng cần sự chăm sóc của người cha đúng không? Dạ, mặc mà con lớn bây giờ là 15 tuổi là cũng bước vào tuổi dậy thì rồi. Dạ, đúng rồi. Anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ, dạ. Rồi, xin chào em. Dạ, rồi em ngưỡng mộ anh Đinh Đoàn lắm đấy. Dạ, rồi, rất là cảm ơn. Dạ. Mấy mẹ con ăn Tết ngon không, vui không? Con đi đâu? Dạ em cảm ơn anh, ba mẹ con em ăn Tết cũng vui lắm ạ. Dạ. Có về ngoại không? Ngoại ở đâu? Dạ không, em thì sinh sống ở trong Gia Lai, còn bố mẹ em thì ở ngoài Ninh Bình cơ anh ạ. Có ra Ninh Bình ăn Tết không? Dạ không, em thì thường thường em làm ở trong trường học cho nên là em chỉ về hè thôi. Còn Tết thì em ăn Tết ở nhà em, Gia Lai. Dạ. Từ ngày mà bố nó bỏ đi xong rồi là có cô gái khác chăm sóc, rồi một mình một nách hai con, mình có bao giờ có rung động nào, có tình cảm với một người đàn ông nào khác không? Dạ thì từ hồi em chia tay đến giờ thì cũng có hai người đàn ông đến với em á. Ừ. Một anh thì nói chung là cũng là bộ đội, với một anh thì là giáo viên. Nhưng mà ý là em muốn nghĩ là thôi, để nếu mà bây giờ em đi bước nữa thì em nghĩ là em thương hai đứa con là em. Ừ. Nên là em cũng sống như vậy để cho hai đứa nhỏ nó đỡ tuổi thân anh. Đứa nhỏ nhất bây giờ là mấy, bao nhiêu tuổi, lớp mấy hả? Cháu năm nay mới 6 tuổi, học lớp 1 anh ạ. Ồ, thế hả? Dạ. Thế hai đứa nó có quý bố nó không? Dạ, nó này rất là quý bố nó anh ạ. Dạ. Bố nó thường thường là thỉnh thoảng có việc thì về, xong rồi thăm các con, rồi cũng quà cáp cho các con, xong rồi... Có bao giờ nói lại cái gì với mình không? Ví dụ như anh ân hận quá, thật ra ngày ấy anh dại vô cùng, anh ước gì quay trở lại. Thật ra đối với anh, vợ con vẫn là quan trọng nhất. Thì cái thời ấy đúng là nông nổi bột. Có bao giờ có những cái tâm sự kiểu như thế không? Dạ ý là cũng nói là, ý là cái thời ngày xưa đó là anh nói chung là cũng chưa suy nghĩ chín chắn lắm. Thế rồi bị người phụ nữ ấy, họ dụ dỗ rồi họ đưa đẩy thế là kia anh. Dạ, xong rồi dẫn đến là gia đình phải ly hôn như thế. Nhưng mà ý là bây giờ là hai người này khi đi theo nhau thôi, cũng không đăng ký gì hết, mà lại có chung với nhau một đứa con chung anh ạ. Bên kia hả? Dạ, anh ấy với cô kia cũng không ở cùng nhà, chẳng qua là có đứa con thì anh phải chu cấp, chứ còn thì cũng chẳng phải là vợ chồng. Dạ, thì anh ấy là nói chung là anh ấy là dân thầu công trình á, cho nên là đi hết công trình này lại đến công trình kia, cho nên anh cũng không ở với cái chị kia. Gọi là tối đâu nhà, ngã đâu là giường, đi mình sống ở công trình, công trường, đúng không? Dạ vâng, dạ. Mà trong thời gian sống với mẹ con em là đến cái lúc ly hôn là nói chung là cũng là một người chồng rất tốt thôi. Nói chung là rất là quan tâm đến vợ con. Trừ cái chuyện ngoại tình ra, còn tất cả thứ khác mình không chê điều gì. Dạ không? Đúng rồi anh ạ. Em có căm thù anh không? Dạ không. Bên giờ nói là chung không, bây giờ em chỉ cảm thấy là giống kiểu là anh quan tâm đến mẹ con em như thế thì em nghĩ đó là giống kiểu là một cái sự chuộc lỗi. Dạ. Trước đây anh còn tình yêu em cũng không còn anh ạ. Thôi tình yêu thì cũng trừu tượng khó nói. Dạ. Khi các bạn cần có ai đó để chia sẻ những băn khoăn, nỗi niềm trong tình yêu, hôn nhân và gia đình hay những khúc mắc về sức khỏe sinh sản, giới tính, hãy nhấc điện thoại và gọi 1900-6802. Tổng đài tư vấn Ánh Dương sẵn sàng lắng nghe và nhanh chóng giải đáp các vấn đề của bạn. Đặc biệt, bạn sẽ có cơ hội được tư vấn bởi các chuyên gia của chương trình Cửa sổ tình yêu suốt các ngày trong tuần. Hãy gọi 1900-6802 để chia sẻ những tâm sự thầm kín bạn nhé. Tổng đài tư vấn Ánh Dương 1900-6802. Chúc các bạn năm mới tràn đầy hạnh phúc. Chả biết là em thế nào, chứ nếu anh là em ấy thì thật sự rất là mùi lòng. Yeah. Vì con người ta không phải lúc nào cũng vững vàng,
có những lúc mà nhất là trước những đối tượng mà người ta rất khéo léo, người ta có những thứ cám dỗ. Đàn ông đôi khi cứ nghĩ rằng đấy là mới là nơi mà mình sẽ gắn bó suốt đời, rồi dại dột, rồi bị thúc giục, rồi về chia tay vợ con. Nhưng mà do đến bây giờ ngẫm lại, giờ đi mắc núi giờ lại bác sông, với cô kia thì không thể tiến lên. Nếu tiến lên đã tiến rồi, sẽ đăng ký kết hôn, sẽ thành vợ thành chồng, sẽ mua một cái biệt thự ở đâu đó, ban ngày cứ đi công trình, tối hết công trình lại về nhà, rồi vợ chồng cùng chăm sóc nuôi dưỡng con. Có khi người ta còn bỏ rơi cả mẹ con em, mang tiếng là tòa tuyên rằng là mỗi một tháng thì bố phải chu cấp bao nhiêu tiền chăm sóc con, chưa chắc đã hoàn thành. Nhưng mà bây giờ thì cái việc tiến lên là không tiến được nữa. Nhưng việc lui lại thì cũng ngại, bởi vì đã chót chia tay mất rồi mà lại tòa tiết đàng hoàng, đúng không? Ra tòa ly hôn đàng hoàng. Thế thì cũng đã sống với nhau mười mấy năm, có hai đứa con mà là hai thằng cu con trai. Thật ra anh ấy bây giờ là người khổ nhất. Đúng rồi. Nhưng mà cho anh ấy đáng đời. Thân mình làm mình chịu, nhưng mà cay đắng thế. Anh ấy bây giờ còn khỏe, còn đi công trình, còn kiếm tiền, còn đỡ. Vài ba đôi năm nữa thôi, đôi chục năm nữa thôi, công trình không ai người ta nhờ, cái ông mà lại 50 mấy 60 đi làm cả. Công việc nó ít đi, vợ đằng kia thì chả phải là vợ, vợ đằng này thì chia tay rồi, các con mà nó lớn, nó thành thanh niên, nó còn đi theo bạn gái, nó còn đi theo người yêu, nó còn đi theo vợ nó. Ông ấy sẽ là người rất là khổ. Đánh người chạy đi không ai đánh người chạy lại, anh thì cứ nghĩ như thế. Giá như bây giờ sau khi chia tay xong, em hiện nay đang có một anh mối quan hệ rất là tốt, sắp tới là xây dựng mối quan hệ tiến triển rồi sẽ kết hôn, thì thôi anh không nói làm gì. Nhưng suốt từ những năm ấy đến nay em vẫn ở vậy nuôi con. Em xin lỗi anh xíu là em lại có một cái tư tưởng là từ khi em ly hôn đến giờ em lại có một cái tư tưởng là em sẽ không bao giờ đi lấy chồng nữa và sẽ ở như vậy để nuôi hai đứa con thôi anh. Rồi, em sẽ nhớ rằng em điều ấy rất là tốt, rất nhiều người phụ nữ Việt Nam, đặc biệt là phụ nữ ở Bắc, cả chuối đắm đuối vì con, hết lòng vì con, thôi đời mình như thế là được, chồng đã lấy rồi cũng chả cần phải thêm chồng nữa mà gì chẳng rách việc, ví dụ như thế. Nhưng em hãy nhớ rằng hai đứa con mình là con trai, thằng cú kia đã học lớp 9 lớp 10 đúng không? Dạ, nhưng mà cháu đang học lớp 9 tháng 5 lớp 10 đấy anh ạ. Rồi, các con sẽ ngày một lớn lên, các con sẽ không còn ở trong vòng tay mình nữa, lúc ấy mình sẽ cô đơn. Và để mà đến cái tuổi mình mới tìm một anh nào thương yêu mình hết lòng, thì một là anh ấy đang có vợ, anh chỉ thích mình thế thôi, chỉ rủ đòi đi uống cà phê với này, hôm nay rảnh rảnh đi mát trời đi nhà nghỉ chẳng hạn, cái loại ấy thì nhiều. Nhưng cái loại mà để mà thương yêu mình, gắn bó với mình, chấp nhận là đỡ đầu hai thằng cu nhà mình về chung sống với mình trọn đời, không dễ chắc đâu. Khó lắm. Cái loại mà để mà đi ngủ một đêm thì chắc không khó, nhưng mà đúng là gắn bó thì khó. Thế thì chả gì bằng bố nó. Tất nhiên mình tức lắm ấy, tức không chịu được ấy, trong lúc mình con cái còn nhỏ như thế, thế mà đi theo cái con kia rồi nó giả gẫm, nhưng mà con người người ta ấy mà. Đến cả những ông hoàng bà chúa đôi khi cũng còn rất yếu đuối trước những cám dỗ. Có nhiều ông hoàng ngồi mấy chục năm ở trên ngai vàng, cuối cùng chỉ chết vì mỹ nhân kế. Thôi mình cũng hiểu rằng là bố nó bây giờ chắc cay đắng lắm rồi. Và hành cho mấy năm vừa rồi sống một mình lang thang các công trình, vợ kia không nhận, vợ này thì cho qua rồi, biết mặt rồi. Khi người ta đã quay trở lại chắc sẽ nhận ra giá trị và sẽ trân trọng. Nhưng mà anh ơi, bây giờ cái tình cảm của vợ chồng á, em lại không còn nữa anh ạ. Không, thì anh không bảo em là đăng ký kết hôn hay là mời anh về. Nhưng mình không phải khắt khe làm gì. Ban nãy em có hỏi rằng là chỉ có nhận tiền không cho ông ấy đi lại tiếp xúc với con, hay là cái việc mà ABC hay duy trì đi, con rất cần có bố. Bố mẹ có thể ghét nhau, có thể tức nhau, nhưng con thì nó không ghét, bởi vì bố nó vẫn là tử tế, vẫn là có trách nhiệm với con. Hãy cứ để thế đi, hãy cứ để tự nhiên đi. Ngay cả đến còn cái chuyện là mình không có cảm xúc, không tình cảm, chả ai bắt mình là phải đăng ký lại, để lấy lại ông ấy để mà nối lại duyên xưa. Nhưng mà anh ấy không là chồng mình, nhưng đang bố của các con. Dạ đúng rồi, em cũng nghĩ như thế. Vì con đó anh. Cho nên là thôi em cứ để cho anh ấy đi về, để cho con cái nó có cha. Nhưng mà về thì cái tình cảm của em lại không còn. Nhưng mà anh ấy thì lại giống như kiểu là cứ coi em giống như kiểu là vợ chưa ly hôn. Cứ gạ gạ hả? Dạ, cứ gạ gạ gẫm xong bắt đầu rồi. Ví dụ đi đâu là cũng đòi là chở em theo rồi. Ví dụ như em có đi thì lại giới thiệu đây là vợ mình này nọ thế kia. Rồi, khó chịu. Đang muốn là được đành chân lên đằng đầu, nghĩ rằng mình là phụ nữ, đến một lúc nào đó thì mình sẽ tặc lưỡi chấp nhận. Cái đấy hãy để cho nó tự nhiên em ạ. Bây giờ khi em chưa, không còn cảm xúc, em không cần thì mà không.
em quen với việc sống một mình rồi. Trong những năm tháng khó nhất anh đã bỏ em anh đi rồi, bây giờ em chả sợ gì, em đi được không phải cần anh chở. Thế nhưng mà rồi nếu như đến một lúc nào đó mà lòng mình nó mềm ra, thật sự mình cũng mong muốn có một ai đó ở bên cạnh mình, thì đừng có bắt tội mình là cứ phải ôi đã chia tay nhau rồi, đã thế nọ đã kia rồi, vân vân nhá. Đừng có cứng quá, cuộc đời rất là ngắn mà, quay đi quay lại thôi. Mình sẽ đến một lúc nào đó sẽ trở thành sống một mình, khi mà một thằng thì nó đi học đại học ở thành phố Hồ Chí Minh, nó có vợ, lấy vợ ở đấy, một thằng thì nó lại yêu một con Nha Trang, thằng đi Nha Trang, mình có một mình rồi thì thôi, nương tựa vào nhau mà sống. Rồi bạn đã nghe rõ những lời chia sẻ của anh Đi Đoàn rồi chứ, xin chào bạn nhé, chúc bạn có một cuộc sống hạnh phúc. Cuộc điện thoại gọi đến từ Thanh Hóa. Alo, em chào chương trình Cửa Sổ Tình Yêu ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì? Dạ, câu hỏi của em là em là một người khiếm thị anh ạ. Vâng. Em có một yêu một cô gái hiện nay là 20 tuổi. Vâng. Và cũng bằng tuổi em. Vâng. Và nhưng mà khi hai người vẫn đang nói chuyện tình cảm với nhau bình thường thì không biết bây giờ có một lý do như thế nào mà cô ấy muốn là chỉ coi em như là anh trai kết nghĩa thôi, mà em thì không biết làm sao. Trước bạn cũng đã có một cô bạn gái ấy, có một người yêu là người khiếm thị, không biết bạn đã nghe chưa, nghe câu chuyện của cô ta chưa? Em cũng nghe rồi ạ. Vâng. Và cô ta thì quyết tâm đến với anh chàng khiếm thị này, thế nhưng mà gia đình của cô gái thì ngăn cản bằng được. Thế còn ở phía bạn thì tự nhiên bạn gái của bạn là người sáng mắt đúng không, thì lại đang từ tình yêu lại muốn là chuyển sang thành anh em thôi. Các bạn yêu nhau lâu chưa nhỉ? Dạ, được 3 tháng rồi anh ạ. Yêu nhau được 3 tháng, thế mà mới có được 3 tháng cô ta đã chuyển từ người yêu sang anh em. Dạ, chuyện là thế này anh ạ. Vâng. Tức là đến trước ngày 30 Tết, trước ngày 1 Tết ấy. Vâng. Vẫn nói chuyện với nhau bình thường. Vâng. Nhưng mà đến ngày 1 Tết thì nói chuyện với em thì cô ấy bảo là bây giờ em chỉ lo học thôi, chứ bây giờ không thể nghĩ đến yêu được. Bây giờ năm nay là năm cuối cấp rồi, có đang học lớp 12 anh ạ. Cô ta mới đang học lớp 12 à? Thế làm sao mà quen nhau được? Dạ, em và em quen trên điện thoại và cũng đã từng gặp nhau rồi. Thế à? Gặp nhau cũng 2-3 lần rồi và hôm nay nói chuyện thì quái báo bây giờ em đang học mà bây giờ không thể yêu nhau được. Ngày 30 Tết thì cô ta vẫn nói chuyện yêu đương đúng không? Đùng cái ngày 1 cô ta bảo thôi để cho em học đã. Vâng, nhưng mà có một sự tác động đến cô ấy khiến cô ấy nói như thế, vì trước đó là hai người đã thống nhất với nhau là lên đó sẽ không bao giờ có chuyện là từ chối đâu. Vâng. Nhưng mà có một sự tác động đến là anh trai cô ấy biết, và anh trai cô ấy nói rất nhiều về cô ấy, gọi là bây giờ em đang học không được nghĩ đến yêu, ai mà yêu em thì cũng coi như là bạn thôi, không được nghĩ gì cả, nói rất nhiều. Tôi hiểu rồi. Cô ấy mới bảo là bây giờ nếu mà anh chờ được em thì anh cứ chờ. Vâng. Nhưng mà trong khi chờ thì anh vẫn nên mở rộng tấm lòng để đón nhận tình cảm của những cô gái khác, những cô gái khác đi, chứ đừng có hy vọng ở em nhiều quá. Vâng, thế bây giờ bạn muốn điều gì ở Cửa Sổ Tình Yêu? Em muốn là chương trình giúp em làm cho em và Kiên em chọn thế nào, vì là bây giờ cách đây khoảng 2 ngày ấy, thì cô ấy nói chuyện với em, cô ấy bảo là năm nay em thấy thời hết thay đổi hết, em suy nghĩ kỹ rồi. Bây giờ em chỉ coi anh như anh trai thôi. Vâng. Vâng. Và em hỏi cô ấy, cô ấy bảo là cô ấy có yêu em và vẫn yêu em. Nhưng bây giờ em không hiểu vì lý do gì mà cô ấy yêu em mà không dám đến với em. Thế mà à? Là chỉ coi em như là anh trai kết nghĩa. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Dạ vâng. Ồ, chào em. Chào anh ạ. Những cái cô gái mà đang học cấp 3 á mà. Vâng. Không phải trong cái mối quan hệ yêu đương như là cô ấy với em, mà yêu nhau bình thường thôi cũng thế. Thay đổi chính sách chứ mà. Nó chưa ổn định, nó chưa bền vững. Cho nên là hôm nay hờn giận là ứ thèm yêu nữa, ngày mai chuyển thành anh em, ngày kia lại nhớ, lại yêu. Nó là cái chuyện bình thường, cho nên em đừng có trầm trọng hóa vấn đề. Chưa có một cái gì ở trong tay, mới đang là học sinh thôi. Vớ vẩn mà không tập trung thì còn trượt cả thi tốt nghiệp, không có một cái bằng tú tài nữa. Và đứng trước cuộc sống thì còn chưa có một cái gì. Thế thì làm sao người ta quá tập trung được vào cái chuyện yêu đương, trừ có những cô gái mà chả có suy nghĩ gì, chỉ có lấy cái chuyện yêu đương làm vui thì mới có thể là vững tâm được. Chứ còn thì đúng là cô ấy cuộc trước mặt còn rất là nhiều điều phải lo. Chắc là trước Tết gia đình cũng có họp hành nhắc nhở rằng năm nay năm cuối rồi đấy con ạ, tháng 3 là vèo một cái nó đến nơi, sẽ thi tốt nghiệp xong rồi còn thi đại học. Thôi thì tất cả các thứ khác sẽ dẹp sang một bên, tập trung vào học tập đi. Và những cái lời chân thành của gia đình mà nói vào trong những không khí cái dịp mà trước Tết ấy mà, tự nhiên nó ngấm lắm. Và cô ấy cũng đã có một chút suy nghĩ lại, không phải là để bỏ em,
mà chỉ để là dành nhiều thời gian cho học tập hơn, chứ còn vẫn yêu em, cho nên mới nói rằng là vẫn thương vẫn yêu, chỉ có điều rằng là không nhiệt tình được như trước nữa đâu, còn nhiều thứ phải lo lắm. Em thì em lại nghĩ là có thể cô ấy nghĩ khác, có thể là em nghĩ cho trường hợp là em là người chiếm thị và có thể trước đây cô ấy không nghĩ gì, nhưng bây giờ nghĩ lại ấy, cô ấy có thể ngại rằng là bây giờ anh ấy như thế này, sau này yêu nhau mà mình lại học hành, sau này thi đại học, học thì sao mà anh ấy lại chiếm thị như thế, thì sau này yêu nhau rồi sau này sẽ đi đến kết quả gì. Em sợ cô ấy ngại cái vấn đề đó nên là có khi là... Nếu mà như thế thì cũng lại là điều tốt, rằng là trước đấy thì cô yêu một tình yêu cảm tính bồng bột, nay thêm một tuổi là lớn lên và đã có suy nghĩ, đã cân nhắc rằng yêu nhau thì rất dễ, nhưng mà rồi có tiến đến cuộc sống hôn nhân bền vững hay không và có mang lại hạnh phúc cho nhau là một chuyện tương đối dài. Nếu như cô ấy còn nghĩ, còn cân nhắc, cô muốn giãn ra một chút để nhìn cho kỹ rồi mới quyết định thì đấy cũng là một điều cần thiết. Chứ mình làm sao mình cứ thể duy trì mãi cái tình yêu trẻ con được, đúng không? Thế thì nếu như nó là tình yêu thực sự, nếu như tình cảm xuất phát từ đáy lòng thì không dễ dàng gì mà ngày hôm trước yêu xong sau nói thôi không yêu nữa nha, như trò trẻ con như thế được. Vâng, em thì em không ép, nhưng mà em chỉ nghĩ là nếu như mà cô ấy yêu em mà tình yêu nó thực sự lớn và mạnh thì nó sẽ đủ sức để lấn áp đi mọi cái suy nghĩ là chính xác thế. Anh ấy là người như thế, là bây giờ cuộc sống khó khăn thế này thế kia. Phải có thời gian thì mới biết rằng là nó lớn đến mức độ nào. Còn thì cũng mới có mấy tháng với nhau, đúng không? Vâng. Chắc chắn cái thời gian gặp gỡ nó chỉ là đếm trên đầu ngón tay. Vậy thì làm sao mà có thể hiểu hết được cái tình cảm có thể lúc nào đó trỗi lên một cái quý rồi mến, rồi nghĩ rằng là cứ có tình yêu là có tất cả. Nhưng cuộc sống nó buộc chúng ta cũng phải nghĩ nó một cái thực tế một chút, đúng không? Ngoài tình yêu ra chúng ta còn rất nhiều thứ khác thì mới có thể làm cho nhau hạnh phúc được, phải không? Bạn đã nghe rõ những lời tâm sự của anh Đinh Đoàn rồi chứ? Vâng, vâng, em cảm ơn ạ. Hy vọng hạnh phúc sẽ mỉm cười với bạn. Và cuộc điện thoại gọi đến từ tỉnh Quảng Ninh. Alo, xin chào một thính giả gọi đến từ Quảng Ninh. Alo, em nha. Chào bạn. Câu hỏi của bạn là gì? Em là con vợ em là nó đi bán hàng, nó đi ngoài. Em nói là không. Em phải cái thằng đó là tiết tiền. Bây giờ theo em có hai đứa con với vợ em, bây giờ đâu có chữa. Bây giờ cho nhà tâm lý, cái chương trình cho em lời khuyên ạ. Tôi chưa nghe rõ cái câu hỏi của bạn lắm. Thế nhưng mà bạn có trình bày tức là vợ bạn ngoại tình à? Vâng, nó đi bán hàng có cái ông trên 50 tuổi, vợ tôi là mới có 28, 29 tuổi là nó quan hệ vợ tôi. Bây giờ nó có chữa mà không biết cái thai. Bây giờ tôi sau đó tôi tức mình đến hơn chục ngày tôi mới bắt được, thì tôi mới về. Tôi cũng quan hệ thì tôi bây giờ không biết cái thai là thai của nhà tôi là thai của ông ấy. Thế à? Tôi cũng phạt tí ông ấy tiền rồi. Bạn thì năm nay bao nhiêu tuổi nhỉ? Này, thưa anh là em 49 tuổi, 39 tuổi ạ. 39 tuổi, vợ thì mới có 28 tuổi thôi và có ngoại tình với một ông hơn 50 tuổi đúng không? Và hiện tại thì... Ông ấy sinh năm 1965. Và hiện tại thì là đang có mang bầu đứa thứ ba. Nhưng mà theo như bạn băn khoăn là không biết là cái thai đó là của bạn hay là của cái ông... Theo là có nên để cái vợ em mà là không để, là để cho em xin cái lời khuyên để em biết ạ anh ạ. Nhưng mà có chắc chắn là cô ta ngoại tình không? Thì em đã bắt được đang ôm hôn nhau lên. Thế rồi. Thì em mới về, em mới bắt được là về em mới phạt ông một tí tiền, thì ông là người việc nhà nước mà anh. Thế phạt được bao nhiêu tiền? Em phạt em 20 triệu. Thế là bây giờ xong rồi em mới bảo là ông, bây giờ ông mới, em mới đi nói là làng xóm, thì ông mới tức mình, ông mới đem đơn đi chuyển. Thì ông bảo là chiếm đoạt tài sản này là tống tiền, nhưng mà tống tiền không được, ông bảo là chiếm được tài sản này. Bây giờ em bảo cái tiền tôi bồi thường danh phẩm của tôi là bồi thường cho vợ con tôi hết rồi, là đi học đi hành cho cháu hết rồi. Bây giờ nó còn đang giải quyết mà đâu là xong. Thế ra tòa rồi à? Tức là ông kiện ra tòa rồi? Nó chưa, nó bảo thấy khó, mấy em hỏi công an, hỏi bảo ra ta, chứ nó bảo cái công an mà cái việc này không đáng ra ta. Mà không biết có ra hay không thì em chưa biết. Nhưng mà đã cầm tiền của người ta, cầm 20 triệu rồi lại còn đi nói với làng xóm làm gì nữa à? Thì em tức vợ em là nó bảo nhiều thứ ngang lắm anh ạ. Anh không ở gần nhà em không biết là con vợ nó ở nhà nó khôn, nhưng mà ra đồng nó giải nhìn như ngương. Rồi, anh Đinh Đoàn sẽ tâm sự với bạn nhé. Thấy có hai việc cần phải nói. Vâng. Chắc là cái việc mà xác định đứa con là của ai thì không quá khó khăn, nhưng cho có lẽ đấy không phải là vấn đề chính của mình, đúng không? Vấn đề chính bây giờ là cái chuyện là vợ ngoại tình như thế, bây giờ ổn định chưa, cuộc sống gia đình đã tạm ổn chưa,
đấy là do cô bị cưỡng bức hay là cô tự nguyện hiến dâng cho cái ông già ấy, hay là từ hôm ấy nay họ có còn làm gì nữa không, vân vân. Vâng, từ hôm thưa anh, từ hôm bắt được là nó không, nó bỏ viết bản thân chi là từ giờ tôi không dám quan hệ với cô nữa, mà không dám gặp cô nữa. Rồi thế và mình thì bây giờ thì em này, hôm ấy vợ em là nói thật với anh là vợ em vừa đến tháng, vừa trong vừa đến tháng vừa tại xong tầm 3-4 ngày thì nó quan hệ với. Rồi. Đấy, xong rồi em đến 12-13 ngày nữa em lại mới quan hệ với em, hôm đến ngày 12-13 nữa em mới bắt được. Rồi. Thì em mới quan hệ, còn không bắt thì em vẫn quan hệ dùng bao cao su, mới dùng biển phát tính khai là xuất tinh trùng ngoài âm đạo mà có để trong âm đạo đâu. Rồi. Thôi bây giờ thế này này. Thế thì giả sử như bây giờ xác định nó là con mình thì nghĩa là cái chuyện ngoại tình là cho qua được cái gì? Thì mà phải con mình thì ngoại tình thì chắc thì có thể cho qua, nhưng mà con người ta thế thì rồi. Em vẫn tức chứ không? Rồi rồi. Thì gái ấy nha, trong người ấy, nó đã tốt lành thì không sao. Nhưng mà rồi, nhưng mà dù sao chăng nữa thì mình cũng giải tỏa được tí ấm ức rồi, cũng nói vung lên rồi, lão kia cũng mất tí thể diện rồi, mình cũng được một tí tiền rồi. Nhưng mà cái cách giải quyết ấy nói chung là nên rút kinh nghiệm, bởi vì... khi mình đã nhận tiền, tức là mình nôm na là một cái dạng thỏa thuận là ông đưa tiền thì tôi sẽ im mồm, thế mà mình lại còn vừa cái nọ cái kia thì khi người ta đã bị mất thể diện, người ta cũng bị mang tiếng rồi, thì người ta quay ra thì người ta cũng có thể kiện mình là cái chuyện là đe dọa để chiếm đoạt tài sản, đặc biệt mà đưa ra tòa mà mình chỉ nói rằng là tôi bắt được quả tang ông ngủ với vợ tôi mà không có nhân chứng vật chứng, không có cái tang chứng gì, thì thật ra người ta có thể lật lại vấn đề, người ta nói là mình vu cáo. Vâng. Cái đấy cần rút kinh nghiệm, mình nhưng mà em bắt được. Thôi bắt nhưng mà có chụp ảnh rồi có ký biên bản rồi có nọ kia không, còn bây giờ bắt thì ông kia ông cãi, có là hôm ấy tôi với cô đang ngồi với nhau, lão ra lão ấy xông ra, lão ấy vu quảng cáo rồi lão ấy đòi vân vân. Thôi bây giờ vợ anh là vợ em là công nhận nó được đi quan hệ với ông ấy, đi công án nó khai là được quan hệ với ông ấy, được ôm hôn ông ấy một nửa năm nay rồi. Rồi rồi thế này, thứ nhất nếu chỉ ôm hôn thì không có thai, còn nếu đã quan hệ tình dục mà cái hôm mà em bắt được quả tang là có quan hệ hôm em bắt được, hôm em bắt được không quan hệ tình dục, nó đang ôm hôn nhau chưa kịp làm, thì cái hôm sau lại thì em mới bắt được, hôm thì em bắt được, còn hôm quan hệ tình dục là nó đi cấy cho ngoài, nó về nó quan hệ tình dục không, em không bắt được, nhưng mà bây giờ khai lên công an là nó bảo nó có có quan hệ. Vâng. Em có nói rằng là quan hệ là cái ông quan hệ là sau khi vợ mình sạch kinh được đôi ba ngày đúng không? Đúng, bốn ngày anh ạ. 4 ngày, còn mình thì lại 13 ngày sau mới quan hệ. Mình 13 ngày sau ông lại tiếp tục lại gả vợ em quan hệ, nhưng mà em hôm nay là không, thì mình lại cũng lại quan hệ rồi. Là hôm nay em bắt được. Nếu mà xét về mặt lý thuyết ấy thì sau khi sạch kinh vài 3-4 ngày ấy là cái ngày tương đối an toàn. Tương đối nghĩa là ông ấy chắc cũng khôn, ông cũng tính toán là quan hệ để mà không để lại hậu quả, cho nên là mới lựa chọn cái thời gian sau khi sạch kinh cũng như là trước lúc có kinh mới một vài ba ngày thì để tương đối là an toàn. Còn mình mà lại quan hệ vào ngày thứ 13, tức là gần giữa chu kỳ kinh nguyệt của vợ thì đâu, em sau 13 ngày nữa em mới quan hệ. Một chu kỳ kinh nguyệt của một phụ nữ tính từ cái lần ngày đầu tiên của kỳ này cho đến ngày đầu tiên của kỳ sau, và giữa của nó người ta gọi là cái thời gian dễ rụng trứng và dễ có thai. Thế chu kỳ kinh nguyệt phụ nữ thường là 28 đến 30 ngày, nếu như là đều đặn mà mình mà quan hệ thứ ngày thứ 13 sau khi mà sạch ấy, nghĩa là nó nằm giữa thì cái khả năng mình trúng cao hơn ông ấy, đấy là về mặt lý thuyết. Đâu, okay. Em là đến ngày, em là trong vòng hôm 4 là 4 ngày phải không? Đến hôm em bắt được thêm là cộng vào thêm mới là 17 ngày. Tức là em 17 ngày. Rồi. Thế thì một là cứ yên tâm rằng nó là của mình. Còn nếu thật sự là muốn cho nó thật trắng đen rõ ràng thì cũng có thể đi xét nghiệm. Không phải xét nghiệm máu hay nước tiểu gì đâu, xét nghiệm ADN. Người ta có thể xác định được ngay từ khi còn trong bào thai chứ không phải là sinh đứa trẻ ra. Em có nghe thấy không? Ví dụ như là lấy một chút cái vật phẩm này của đứa bé, xong vì lấy của mình đưa đi xét nghiệm, và người ta nói rằng à đây là có bằng chứng là cùng huyết thống thì nghĩa là không có vấn đề gì. Với đứa trẻ còn ở trong thai thì người ta có thể
lấy nước ối nước yếc gì đó, thì cái đấy nếu như mà em có nhu cầu kỹ thì cần phải tìm hiểu kỹ hơn. Thế thì bây giờ này, nếu như cho qua là cái chuyện vợ ngoại tình, cho rằng đấy là chỉ sơ suất mà tiền mình cũng cầm rồi, bây giờ không đụng chạm nữa, chỉ có băn khoăn chuyện là con mình hay con ông kia, thì một mình là em nghĩ con vợ em là nó dốt, là nó đi cho cái ông năm mấy mối quan hệ là nó không biết một cái gì, nó cứ cho 50 của nó nạp điện thoại cho hai người cứ gửi tin nhắn cho nhau, theo gọi nhau, gả nhau là một nửa tháng này em phải một nửa năm là em phải đặt đủ quần áo cho chị, là đút chị đi học tối nó về địch mẹ mày ở nhà mà không rửa bát rửa đũa đi ăn, mày không đặt quần áo cho chị làm sao em tức mình ở chỗ đấy anh ạ. Thôi cái chuyện mà vợ chồng mà cứ xích mích cãi cọ, bây giờ mình cứ chấp nhặt từng câu từng từ thì rất là rắc rối phiền hà. Vâng, thì thưa anh, anh là nó bảo là cây khô không thể chết đứng, em tao đi em đi là chỉ bán hàng bán hỏi ai làm mày có bình có tật thì có vợ chồng có ai làm mày, bây giờ cứ nó cãi đầm đi. Cây ngay không sợ chết đứng, chứ cây khô thì chả chết đứng được chết ngồi làm sao được. Vâng, thế nó cả anh cầm đi, em mới bảo là tao mà bắt được tao chặt đầu đi. Bà ngoại nó làm không không, bà ngoại nó bỏ mà ấy, tao đã đập tới chết chứ, nhưng mà sao lại bảo bà ngoại đâu có chặt đầu đâu. Em tức mình đứng ngay. Thôi thôi thế này nha. Tử tế được ở với nhau thì tử tế thì còn nếu mà thấy không thể chấp nhận được thì chia tay, chứ đừng có nghĩ đến chuyện là đánh người đập rồi chặt đầu rồi thì cuối cùng thì mình là người mang tội mang nợ đó, mà là vi phạm pháp luật. Nha, thế thì em bây giờ nó thật với anh là hôm ấy em từ lớn rồi em mới cho mấy tát mày cho mấy cây chưa đáng kể là bao nhiêu đó anh ạ. Rồi thế nhưng mà rồi nếu mà ức lên cứ leo thang là rồi mình là người đi tù, mà ở nhà là cô với ông kia là công khai đấy, mình mà cứ dại dột mà cứ đi lôi người nhà thì mình ra đánh với lại đập rồi lúc ấy thì điên lên thì công an vào cuộc. Ông ấy thì nó thật với anh là ông ấy còn lương là kiện là bởi em như mấy nó bảo kiện là tội là em ông ấy đem dao ấy giết ông ấy là đe dọa ông ấy chiếm đoạt tài sản, nhưng mà em hôm bắt được là không ông không một tát nào không một cái gì. Thôi bây giờ thế này này, cũng không nên gây sự mà không nên làm nào to chuyện nếu như mình đã ở trong cái hoàn cảnh này nhá. Thế và về cái chuyện xác định đứa con thì một là nếu mà tin được rằng là mình quan hệ với vợ vào cái thời kỳ dễ có thai, còn có ông kia thì chỉ lớt phớt ở những cái ngày mà không dụng chứng, cái khả năng có thai rất là ít mà mình tin được thì thôi qua đi mà sống. Còn nếu thực sự mà cảm thấy bí bích khó khăn thì nên đi xét nghiệm nhé. Vâng, cảm ơn anh Đinh Đoàn. Xin hy vọng là bạn sẽ giải quyết được cái khó khăn lúc này của chính gia đình mình. Các bạn đang theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp Cửa sổ tình yêu. Khi gửi câu hỏi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 826 2625 vào tất cả các ngày trong tuần, các bạn sẽ được đội ngũ chuyên gia của chúng tôi gọi lại và tư vấn miễn phí. Xin nhắc lại số điện thoại duy nhất của chương trình 0243 826 2625. Chúng tôi đang chờ bạn. Alo. Anh Thạch ạ. Vâng, câu hỏi của bạn là gì ạ? Em muốn gặp anh Liên Đoàn ạ. Em muốn hỏi về tình cảm thôi ạ. Vâng, chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn. Xin mời chuyên gia. Ừ, em à. Vâng, em chào anh ạ. Ừ, có chuyện gì thôi? Vâng, em anh ấy là em được cái nhân vật nửa năm rồi là nghĩ anh ấy mà rồi cũng có gia đình rồi. Em có nói là em yêu một người nửa năm rồi đúng không? Vâng. Và xong rồi gần đây thì anh có là vợ rồi mà là anh ấy là anh ấy chia tay với vợ để đến em, anh ấy bảo lời em cho chồng ấy bảo là thôi mà em vẫn khuyên là tốt nhất anh chị đi về với nhau em mà không tháo gỡ được ấy. Anh cũng đến một ngày nói chuyện với em mà em chưa được như vậy anh ấy lỗi rồi. Anh ấy cứ nhắn em nữa mà em cũng gọi điện anh không bắt máy. Em muốn hỏi anh một chút là anh tư vấn em có yêu người hay không ạ? Khi mà anh ấy nói yêu em thì anh ấy không nói là anh có vợ rồi đúng không? Khi mà mình mà anh ấy thật lắm, anh mà anh có vợ rồi, đến mới gặp đầu tiên mà anh có vợ rồi. À thật đầu tiên mình không nói dối đâu. À thế hả? Em có yêu anh ấy không? Thì em cũng có tình cảm một chút gì khi không gặp anh ấy thì em cảm thấy nhớ, khi gặp đến thì chả có nói cái gì. Nhưng em cũng thường thường hay gặp nhau suốt về nhà ở cạnh cách độ một vài cây gì đấy. Cách một vài cây ấy hả? Ừ. Anh ấy nói rằng anh ấy sống với lại vợ không hạnh phúc này. Rồi đúng rồi, anh bảo là cảm thấy sống với vợ nó cứ thiếu thiếu những điều gì đấy. Anh đến em thì có về tình cảm gì đấy, em thấy anh là cũng hết, nhưng mà em muốn là
cái gì đâu mà rõ ràng là cái đấy ấy. Ừ. Vợ con có rồi mà xong rồi đến với mình nữa thì là phải tội người ta, nhưng anh gọi là ừ anh ấy giải quyết. Em rất là may là em đã suy nghĩ rất là đúng. Cái chuyện mà anh ấy nói anh có vợ này, cuộc sống không hoàn toàn hạnh phúc này, cảm thấy thiếu thiếu một cái gì đó, thì anh đàn ông có vợ nào cũng có thể nói được như thế. Thế nhưng mà cái đấy thì chẳng có cái gì bảo đảm để mà hai người có thể yêu nhau dài dài. Lúc này có thể em cũng cảm thấy vui vui khi mà có một người lại nói với mình là yêu mình này. Thỉnh thoảng có hẹn hò cũng thấy thinh thích này, không gặp thì cũng thấy nhớ nhớ này. Nhưng cái đấy hoàn toàn, tức là mình mới đang chớm bước vào cái, tức là một cái đám lửa nho nhỏ nó mới bắt đầu nhen nhúm. Nếu mình không khéo dập nó đi thì nó thành một đám cháy lớn. Chẳng hạn như em cứ quá đi một tí nữa này, anh thì lại mạnh bạo lên một chút này, xong hai người quá đà một tí này, sau đấy thì rứt nhau ra không được rồi. Biết là tiến lên không được nhưng lùi lại không xong nữa, thì em trở thành giang dở. Và lúc đấy có thể anh nói rằng là anh cũng có dự định là chia tay vợ, nhưng mà anh nghĩ lại rồi, vợ anh thật ra nó cũng chẳng có lỗi gì, nó chỉ có hơi hiền lành quá thôi, anh sẽ cố khắc phục. Chúng mình thỉnh thoảng gặp nhau một lần nhá, em đâu có chấp nhận được như thế đúng không? Anh ấy nói thật là anh ấy vẫn rất yêu thương vợ, nhưng vì mẹ chồng kiểu rằng dâu khó chịu là bảo là vợ bảo là về nhà vợ rồi, xong mà đến gặp anh ấy bảo là thôi nếu mà anh mình về với nhau thì ở riêng cơ. Anh ấy bảo là ừ nhưng mà anh không thể ở riêng được vì là anh còn có mẹ. Thế này này, một người đàn ông đang có vợ mà nói rằng vẫn yêu vợ, mà chỉ vì có mẹ, có gọi là xích mích với vợ mà không thể đứng ra hòa giải hay làm trung gian để cho cái mối quan hệ trong gia đình nó tốt đẹp, bây giờ lại còn vướng thêm em vào nữa thì nó còn dối như canh hẹ. Chắc anh ấy bó tay xong anh bỏ anh chạy, thì lúc ấy thì để cho mấy người tự ngồi ôm nhau mà khóc đúng không? Thế cho nên là đừng có hy vọng với cái anh này. Một mặt là anh vẫn yêu vợ như thế, chẳng qua thôi thì mình cũng lại có một chút cảm tình. Thành ra anh cứ nấn ná, anh cứ nghĩ biết đâu được thì được, chả được thì thôi. Nếu được thì cũng hay, nếu không thì cũng chả mất gì. Thế thì quyết tâm hay không là ở mình. Nhưng anh nghĩ rằng là vì phía cuối con đường nó chả có cái gì cả, tối om om, không có một tí tương lai nào cả. Mình đang như là chơi với dao vớ vẩn mà mình không cẩn thận là dao nó lại cứa vào tay mình. Vâng, hy vọng rằng những chia sẻ của chuyên gia của chương trình sẽ giúp bạn có được sự lựa chọn cho tình yêu của mình. Xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Vâng, chúng ta sẽ cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi tới từ Hà Nội. Em mới xảy ra chuyện trước đây với cả người yêu ạ. Vâng. Em thì vẫn còn tình cảm với người ta. Và cái cô đấy thì cô ấy tức là chia tay rồi, nhưng mà cô ấy vẫn có cái dấu hiệu cho thấy là em vẫn còn tình cảm với em ạ. Thì em muốn là níu kéo lại. Em mong chương trình tư vấn với em. Vâng, câu chuyện của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ tư vấn và sẽ có những cái lời khuyên cho bạn nhé. Dạ vâng. Rồi anh chờ em. Dạ vâng. Em nói kỹ hơn một chút về chuyện của em đi. Quen biết nhau thế nào, yêu bao lâu, tình cảm mức độ thế nào, mà làm sao đùng cái chia tay xong rồi cảm nhận thấy hai người cũng vẫn còn tình cảm, nghĩa là sao? Dạ vâng, thì em muốn kể qua chuyện của em này. Bọn em quen và yêu nhau đúng hơn một năm ạ. Thì trong cái thời gian đấy thì cũng chia tay cũng khá là nhiều lần, vì là cô ấy cũng gọi là nhõng nhẽo ấy, dẫn dỗi ấy. Cô ấy bảo em là vô tâm các thứ. Nhưng mà vì là cái điều kiện đi làm xa, em thì làm sao phải gần 40 km ở cách xa cô ấy. Nhưng mà em mưa gió rồi các thứ em vẫn đến để đưa đón rồi đến, nhưng mà không phải là nhiều quá. Thì cũng thời gian cũng dẫn dỗi. Hai nữa là cái hoàn cảnh của nhà cô đấy ạ. Có rất là nhiều người tài giỏi rồi. Em thì em cũng áp lực vì em là làm cái này ạ. Thì em cũng cố gắng để phấn đấu để bằng với người ta ấy. Thì nhiều lúc là em tự ái thì em nói những cái câu như kiểu là đẩy xa người yêu ta. Thì làm cho cô ấy giận dỗi rồi cô ấy mệt mỏi. Thì cái hôm vừa rồi thì em biết là đến ngày của con gái thì bạn ấy nhõng nhẽo, thì nhưng mà lúc đấy thì em lại đang ở quê ạ. Thì là em mới chuyển công ty thế này, em ở quê, cô ấy thì vẫn đang đi làm ạ. Và thì là cô ấy nhõng nhẽo thì em cũng nói cái câu là thôi em đi tìm người khác đi, anh không xứng đáng với em, anh không no được cho em, nấu xe hơi thế này kia. Thì cô ấy giận dỗi, cô ấy chia tay em từ đấy, lúc đấy bây giờ.
Em cảm nhận thấy là mình thua kém không bằng gia đình cô này. Thế rồi nhiều lúc thì cũng vì công việc mà không quan tâm được nhiều này. Thế mà lại còn hờn dỗi, bảo thôi thế đi kiếm người khác đi, người ta đi tiếng người khác thật thì chứ. Em hôm nay em có nói một câu là phía bên gia đình nhà cô rất là nhiều người tài giỏi đúng không? Danh gia vọng tộc đấy, ông anh thì làm thứ trưởng, là bà chị thì làm giáo sư tiến sĩ gì đấy, tổng giám đốc gì đấy á. Không đến mức độ như thế, nhưng mà vì là nhà cô đấy thì lại toàn là con gái. Bố cô đấy, tức là gia đình nhà cô đấy thì cũng ở mức trung bình ạ. Còn các gọi là các cô và các bác gái đấy ạ, thì nhà rất là giàu, có công ty này khác. Còn gia đình nhà bạn đấy thì tức là bình thường ấy. Nên là bạn ấy cũng là áp lực, bạn ấy cũng rất là tham vọng ạ. Rồi, tức là bố bạn thì là con trai, thế còn mấy cô với mấy bác gái thì lại gia đình rất khá giả. Đâm ra bố bạn ấy cũng rất bị áp lực, vì đàn ông đàn an mà lại không khá được bằng mấy cô em cô chị thì cũng ức. Thế nhưng mà cái áp lực ấy thì lại áp lên cho cô, cho nên cô cũng rất là người có ý thức phấn đấu đúng không? Hiện nay là cách nhau như em nói là xa nhau 40 cây số đúng không? Vâng. 40 cây số quá gần. Cái thứ hai là cô ấy, em nói rằng cũng có cảm nhận thấy vẫn còn tình cảm với em cảm thông qua cái gì, làm sao mà biết là thế? Dạ, thì khi mà chia tay rồi ạ, thì cái hôm mà lễ tốt nghiệp của cô đấy ạ, thì cô ấy vẫn hỏi em là có xuống hay không. Mới đầu em nói dối là em không xuống. Xong rồi thì em nhìn mặt của cô đấy là cũng buồn ạ. Thì tối hôm sau thì cô ấy lại cũng hỏi lại là có xuống hay không. Thì em cũng chủ động, em bảo có. Thì cái hôm đến hôm tốt nghiệp ạ, thì em cũng có đến. Sau đó thì hai đứa đi siêu thị thì em cũng chủ động nắm tay. Ở trong siêu thị đó. Thế mà cô không hất ra? Thôi không ạ, cô nắm lại. Thế này này, em hiền lành thật thà, chân thành, nhưng em không dám nói là khờ khạo, mà nói là còn hơi ít kinh nghiệm trong việc mà giao tiếp với các bạn gái. Những cái tín hiệu phát như thế, những chuyện cô óng ẹo, cô bảo giả vờ là chia tay, mình cũng tưởng thật. Rồi cái việc mà cô ấy đã phát tín hiệu là anh có xuống dự lễ tốt nghiệp của em không, thì lại còn bảo là không, vân vân, tất cả những thứ đó. Thế rồi đi siêu thị nắm tay nhau là một cơ hội đang làm lành rất tốt, thì nắm xong rồi đi mua đồ xong đi về. Thế cũng là một cái mà mình không tranh thủ những cơ hội để mình hàn gắn lại. Nếu một cô gái mà cô thực sự ghét mình rồi, thậm chí là hoặc là cô lại có bạn trai mới rồi, thì em có chạy theo, có khóc mếu, có quỳ xuống, có nhắn tin 100 tin cô cũng chả nhắn lại cho em đâu. Thế thì bây giờ em đã nhận thức đấy là mình vẫn còn yêu cô ấy, và cô ấy cũng còn tình cảm với em. Tức là cái hôm buổi cuối cùng mà em gặp cô ấy ạ, để muốn, tức là em cũng muốn giải thoát, em không muốn giải thoát vì là cũng quá là mệt mỏi cho cả hai ạ. Thì hôm đấy nói chuyện thì thực ra cô ấy cũng quan tâm hỏi em là công việc thế nào, rồi thì nó có những cái hành động nhỏ nhưng mà cũng thể hiện sự quan tâm. Rồi trách em là tại sao một năm qua không xuống đưa đón, rồi không dạy cô ấy, rồi thì lúc tóm lại em... thế này này. Yêu nhau thỉnh thoảng dỗi dỗi một tí, hờn hờn một tẹo, xong rồi nói rằng là trách cứ nhau là không quan tâm, thế rồi dọa là chia tay, thì có gì đâu, cái chuyện đấy là quá bình thường chứ. Làm gì có đôi nào yêu nhau chỉ có lúc nào cũng nói yêu lắm yêu vừa, xong rồi gặp nhau là lao vào ôm nhau đâu, không có thế đâu. Tình yêu nó đủ các loại cung bậc, nhiều lúc người ta còn về đêm khóc thầm rồi ứa nước mắt đủ kiểu cơ. Nhưng mà theo chú Đinh Đoàn là như thế nào, còn không ạ? Chú nghĩ rằng thế này này, con tình cảm, thế còn có thể tiếp tục được nữa hay không thì phụ thuộc vào cái cách của cháu rất là nhiều đấy. Nhưng mà cháu cứ chững chạc lên một tí, rắn giỏi lên một tẹo, và đừng để ý cái vụn vặt. Cứ đàng hoàng đi ăn, đi uống, đi chơi, nói chuyện tâm sự. Và hôm nay chỉ để nói một lần cuối rằng vẫn còn yêu và không quên được, không thế nọ thế kia được. Vậy thì anh có còn cơ hội không? Dạ vâng. Rồi, nhá, làm sớm nhá. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúc cho bạn sẽ có một tình yêu thật đẹp. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác được gọi đến từ Nghệ An. Alo. Em chào chị ạ, giờ cho em hỏi chuyện tình cảm một tí chị. Vâng, bạn nói câu hỏi của mình đi. Vâng, gọi là trước đây về 6 năm. Em rồi, trước đây em có yêu một người được 4 năm chị ạ. Vâng.
sau đó vì điều kiện gia đình em, cuộc sống của em thì em phải tự lập, em chưa thể cưới cô ấy, em không muốn cô ấy chờ lâu á. 2 năm trước thì em có cô ấy bảo cô ấy đi lấy chồng, thế rồi cô ấy đi lấy chồng, được 2 năm rồi cô ấy cũng có con rồi. Trước bây giờ thì cô em với cô ấy vẫn liên lạc, nhưng thời gian gần đây cô ấy cũng liên lạc nhiều với em, cũng bảo là điều cuộc sống kinh tế điều kiện gia đình này có nhiều cái nó ấy, cô liên lạc với em nhiều lắm. Em muốn hỏi chương trình em có nên gặp cô ấy một lần hay là không, hay là có nên giữ liên lạc với cô ấy nữa không đấy? Vâng. Thì em một lời khuyên đi. Vâng. Vấn đề của bạn thì anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chúng tôi sẽ cho bạn lời khuyên ạ. Xin mời. Vâng ạ. Ừ, em bây giờ thì em có người yêu mới chưa? Chưa, gần 2 năm nay thì có lẽ em cũng không có cảm tình với một người con gái nào sâu sắc như cô ấy, bởi vì cô ấy, em và cô ấy đều, em biết là đều đến với nhau bằng mối tình đầu mà. Ừ, đấy anh hỏi thế bởi vì nghe em nói thế thì gặp nhau là chết đấy. Bởi vì một bên thì vẫn còn sâu nặng đến mức độ 2 năm nay không đến được với cô nào vì đấy là mối tình đầu. Còn cô kia thì đã biết thế nào là cuộc sống gia đình, mà cuộc sống vợ chồng thì nó không đẹp như lúc đang yêu. Thế là một bên thì trải nghiệm rồi thấy chán quá, tiếc cái đã mất. Một bên thì mất rồi, chưa tìm thấy ở đâu được. Gặp nhau dễ bùng nổ lên và tình cũ không dù cũng đến. Hậu quả là lành ít dữ nhiều em ạ. Thời gian gần đây thì có nhiều chuyện quá, nhiều lúc em cũng muốn gặp cô ấy một lần nhưng mà em sợ ý thức về cuộc sống của em vẫn biết hiểu được. Rồi, em ơi thế này này, ý, đúng là chuyện tình cảm, mối tình đầu có khi cả đời sẽ không quên được. Đến ngay sau này em có vợ, cô ấy 60-70 tuổi gặp lại nhau vẫn có những cái bồi hồi xúc động như là những chàng trai cô gái mới lớn run rẩy cơ. Đấy, cái diệu kỳ của tình yêu nó là như thế, cho nên là mình cũng biết là nó càng diệu kỳ thì lại càng phải cảnh giác với bản thân, trái tim rất là yếu mềm. Hai bên như thế này gặp nhau là lao sầm vào nhau rồi. Đấy, như anh đã nói rằng là mình lường trước tất cả những cái đó, hãy trả lại quá khứ cho quá khứ em ạ. Mình phía trước tương lai còn rất dài, cái gì đã mất không lấy lại được nữa. Ta tự an ủi ta rằng chúng ta có duyên mà không có phận với nhau. Mà cũng nói như các cụ một cái rất hay là thôi cái số không lấy được nhau, còn tình cảm thương nhau hãy để trong lòng, đúng không? Vâng ạ. Em có thể nói chuyện điện thoại với cô ấy cho đến hết cái thẻ của em cũng không sao cả. Nhưng mà cũng lại có chừng có mực, bởi vì thế này, phụ nữ rất là nhạy cảm. Khi mà người chồng thì bây giờ đi làm về mệt này, cả ngày chả nói được một câu tế nhị. Còn cái anh người yêu cũ anh ấy sẵn sàng nói chuyện với mình, cho nên hết cả cái thẻ điện thoại của anh ấy thì lại cảm động với tiếc, tiếc với khát khao mong gặp để được bù đắp, để em thấy anh mới là người yêu thực sự. Thế là vân vân. Nói chuyện với cô ấy không phải chỉ để à ơi hay là mình kể lại những kỷ niệm cũ, mà đôi bên phải xác định rằng hai người đã đi hai đường rồi. Nếu còn thương nhau thì tôn trọng cuộc sống riêng của nhau, vun đắp cho nhau. Em cũng sợ là cuộc sống hạnh phúc của cô ấy lắm anh ạ. Nhưng em cũng không có suy nghĩ gì, nhưng mà em cứ sợ gặp này nọ rồi đấy. Nhưng mà cứ liên lạc người như thế này thì em thấy nhiều lúc không được tốt lắm cho cô ấy. Nhiều lúc em có nên có cắt quan hệ liên lạc với cô ấy hay không? Không, cắt luôn thì nghe có vẻ nó lại ấy quá. Nhưng mà mình phải trở thành người vững hơn cô ấy. Cô là phụ nữ, cô nhạy cảm yếu đuối. Mình phải mạnh hơn. Thế là một cái, thứ hai là mình phải là người tư vấn cho cô về cuộc sống gia đình. Bây giờ có thể là cô đang đối mặt với cuộc sống vợ chồng nó tẻ nhạt nhàm chán mà nó không lãng mạn như là yêu đương. Thì mình cũng chỉ cho cô rằng nhưng mà dù sao đấy cũng là cuộc sống thật. Anh nghĩ rằng hai đứa gặp nhau ở quán cà phê xong bắt đầu là khát khao của cái tích tụ 2 năm lại ấy, ôm nhau rồi không làm chủ được bản thân rồi cái gì đến nó sẽ đến sẽ rất khổ. Em chỉ nói em còn rất sợ. Ừ, thế thì biết sợ mà biết sợ từ sớm như thế là rất là tốt, nhưng mà phải mạnh mẽ một chút nữa nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn, cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình. Chúng ta cùng chuyển sang cuộc điện thoại khác, cuộc điện thoại gọi đến từ Tuyên Quang. Alo. Alo, em chào chị ạ. Vâng, tôi nghe đây. Em có một câu chuyện tình cảm như sau ạ. Vâng. Trước khi em quen anh ấy thì em đã làm thủ tục đi nước ngoài ạ. Vâng. Thì anh ấy muốn tiến về hôn nhân với em ạ. Vâng. Và anh ấy muốn cưới trước khi em đi làm. Vâng. Anh hứa và anh đợi em ạ. Thế còn bạn thì băn khoăn điều gì, bạn chưa muốn ăn hỏi và cưới luôn đúng không? Vâng, em muốn em dậy làm về sau 3 năm nữa ạ. À, vâng. Bạn muốn là sau khi mình đi xuất khẩu lao động về ổn định công ăn việc làm rồi hai bạn mới bắt đầu tiến tới. Nhưng mà em mới nghe thấy mọi người bảo là em với tụi anh ấy được nhau ạ. Vâng, tức là bây giờ bạn muốn là bạn đi về rồi mới cưới hay là bạn băn khoăn chuyện tuổi hai bạn không hợp nhau? À, em cũng định đi về xong mới cưới ạ. Vâng, và em lại thêm cả chuyện tiền nữa đúng không? Vâng. Vâng. Chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn của chương trình sẽ tiếp chuyện bạn nhé. Xin mời chuyên gia. Ủa em ơi, em bao nhiêu tuổi?
Dạ em hôm nay 19 tuổi ạ. À mới 19 hả? Cậu người yêu dạ, bao nhiêu tuổi rồi? Cậu của em 23 tuổi ạ. 23 tuổi. Nhà có gần nhau không mà quen lâu chưa mà vội cưới thế? Dạ, vừa mới quen được mấy tháng ạ. À cũng mấy tháng rồi đúng không? Đôi bên vâng, gia đình đã có sự đi lại đặt vấn đề chưa? Dạ bên về phía anh đấy thì bố mẹ anh đã lên thưa chuyện là đi qua lại ạ. À ừ, tức là gia đình người ta cũng thích mình lắm rồi đúng không? Anh ấy thích thì đã vâng rồi, nhưng mà bố mẹ anh ấy cũng rất là ủng hộ ý cho nên mới lên nhà mình để gặp gỡ thưa chuyện đúng không? Vâng. Trước cái chuyện mà gia đình lên đặt vấn đề muốn rằng là cưới rồi hay là ăn hỏi trước khi đi thì em có thấy vui không? Dạ có ạ. Ừ, quan trọng là vui. Mình phải thế nào lắm mới được người ta yêu mà người ta sợ mất mình. Biết đâu 3 năm nữa xa mặt cách lòng, biết đâu có những sự thay đổi bất trắc mà người ta thì không muốn thế. Người ta muốn yêu một lần là lấy và gắn bó trọn đời. Thế thì việc đầu tiên em phải mừng. Nhiều người khốn khổ khốn sở về cái chuyện rằng là yêu hết anh này đến anh khác, anh này anh lừa, anh kia anh gạt, mãi chả mong ước chẳng được một người như em. Có những cô gái trong trường hợp như em là thậm chí còn hủy cả xuất khẩu lao động đi để mà giữ gìn hạnh phúc gia đình cơ. Tùy người ta nghĩ rằng là cái vấn đề là hôn nhân là vấn đề to lớn, còn cái chuyện mà xuất khẩu lao động hay làm ăn ấy nó là cái chuyện của cả đời. Và cũng không phải cứ xuất khẩu lao động là một cái gì đấy đổi đời. Bởi vì có những trường hợp đi xuất khẩu lao động rồi về gặp những chuyện này chuyện khác còn trắng tay nữa, đúng không? Em nhìn thấy ở trên TV vừa rồi đấy. Vâng. Thế thì em cứ suy nghĩ đi. Mình đừng có nghĩ rằng là người ta ép mình rồi sao mà ghét thế rồi sao lại sốt ruột như thế. Phải nhìn nhận đó là vui, vui đối với mình và cũng thấy là cái tình cảm chân thật của người ta dành cho mình. Cái việc thứ hai là thế này này. Em có thể là sau khi đi xuất khẩu lao động xong rồi về cưới, nhưng mà cũng cứ để cho gia đình làm cái đám ăn hỏi đi, cũng có sao đâu. Trước hết là để một cái sự đôi bên cùng tin tưởng gắn bó. Nhiều nơi ăn hỏi rồi thì là cái cậu kia là có thể coi là con rể của gia đình rồi đấy. Trong lúc mình đi xa thì ở nhà có một đứa nó cứ đến nó thăm hỏi thầy u mình này, xong rồi có công to việc lớn gì nó giúp đỡ, nó làm rể trước chả vui à, đúng không? Vâng. Và người ta cũng có trách nhiệm với gia đình và gia đình thì cũng quan tâm đến cậu ấy. Ví dụ như cậu ấy mà lại có chuyện này chuyện khác, lại yêu con gái mình đã ăn hỏi rồi mà hôm qua lại thấy đứng với cô nọ chở đèo cô kia, chắc chắn nó cũng gọi là ngăn cản bớt đi, đúng không? Ừ. Ừ, thế thì suy nghĩ kỹ đi. Trước hết là phải vui, thứ hai nữa xác định rằng là chuyện hôn nhân là chuyện lâu dài, đồng thời là nó cũng là cái vận may của mỗi người, không phải lúc nào cũng có thể nó đến một cách may mắn đâu. Nếu như gia đình người ta như đáp lại cái sự nhiệt tình ấy, mình có thể tạo một cái gì đấy để đôi bên cùng tin tưởng nhau hơn và vui vẻ hơn trước khi đi, đúng không? Chúc bạn sẽ luôn gặp may mắn trong cuộc sống và tình yêu nhé. Xin cảm ơn bạn đã gọi điện tới chương trình. Cảm ơn chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn. Alo. Alo, em chào chương trình ạ. Vâng, chào bạn. Chị ơi, chị giúp em với. Em và anh này kiểu yêu nhau được 10 tháng rồi ấy. Vâng. Trong thời gian em ở Móng Cái ấy, thì em bị ốm, em cảm, em chạy ngão ấy. Thì anh ấy với chị em đưa em về nhà anh ấy. Tự nhiên em chẳng biết gì, nhớ gì nữa. Anh đưa em về nhà anh ấy. Tự nhiên bây giờ anh ấy chữa bệnh cho em khỏi rồi. Tự nhiên anh ấy lại nhạt với em. Thì anh ấy không gọi cho em mà anh cũng chẳng nói gì với em nữa. Mà nhà anh ấy bây giờ cũng không đồng ý em nữa chị ạ. Bây giờ bạn mong muốn điều gì? Nhờ chương trình cho em một lời khuyên xem có nên tiếp tục quan hệ với anh ấy nữa không ạ? Vâng. Anh Đinh Đoàn, chuyên gia tâm lý học của chương trình sẽ cho bạn lời khuyên ạ. Xin mời. Vâng. Ừ, chào em. Vâng ạ. Bây giờ thì em đang ở quê nhà hay ở ngoài Móng Cái? Dạ em đang ở nhà anh ạ. Thế à, sức khỏe dạo này thế nào rồi? Dạ em bây giờ em khỏe rồi anh ạ. Ừ. Cái hồi ấy bệnh gì mà em lại nói rằng là em chẳng biết gì nữa? Em bị cảm chạy ngão ấy ạ. À thế à. Ừ. Thế xong rồi sao chị gái với lại gia đình lại không đưa về nhà mình, lại đưa về nhà anh ấy? Tại vì anh ấy cứ bảo đưa về nhà anh ấy, có cái ông chữa giỏi lắm ạ, nên chị em cũng nghe anh ấy cũng đưa về nhà anh ấy. Ừ. Nhà anh ấy ở ngoài Quảng Ninh hay là cũng ở quê mình? Dạ nhà anh ấy ở Hải Dương anh ạ. Thế à. Thế xong rồi nhà mình là cùng với anh ấy đưa em về quê anh ấy, có cái ông lang ông chữa đúng không? Vâng ạ. Và trong suốt cái thời gian chữa bệnh ấy thì em ở nhà anh ấy. Vâng ạ. Và anh ấy chăm sóc em. Vâng. Ừ. Em có nhớ được là mình có làm gì không?
Dạ, em cũng nhớ lại được, em cũng chả làm gì cả. Mỗi lần anh ấy chỉ đưa em đi kiếm về rồi chẳng làm gì nữa cả rồi. Em cũng chẳng nói em gì sao nữa. Mà trước đây thì gia đình nhà anh ủng ý em ấy. Từ khi ấy rồi nhà anh ấy không ủng ý em nữa. Cái em là gầy không biết làm gì anh ạ. Gầy không biết làm gì. Thật ra thì anh nghĩ thế này này. Cũng phải nói rằng về một mặt nào đó thì cũng cảm động rằng anh ấy cũng lo cho em, lo cho sức khỏe của em và cũng nhận được việc là chữa chạy cho em trong cái thời gian ở gần nhà. Chắc anh ấy ở quê anh cũng biết rồi, cái ông này có cái kinh nghiệm chữa những cái bệnh như là bệnh của em. Mình cũng phải ghi nhận điều đó. Bởi vì có những anh chàng lúc khỏe mạnh thì vui vẻ với nhau, nhưng khi người yêu ốm một cái thì vô trách nhiệm. Thế đây trong trường hợp này đấy cũng phải nói rằng là cái ghi nhận cái tấm lòng của anh ấy với mình. Tuy nhiên thì có thể trong thời gian mà mình chữa bệnh xong rồi mình ở nhà anh ấy á. Vâng ạ. Bố mẹ mới nhìn nhận ra ở nó mới kỹ hơn. Đáng lẽ là ra mắt phải ở trong cái mình tươi tắn, mình xinh đẹp, mình nhanh nhẹn thì đây họ hàng mọi người đến nhà chơi lại thấy có một cô bệnh tật. Nhất là như em nói rằng là cảm chạy lên não đúng không? Vâng ạ. Ừ, thế thì cái đấy dân gian người ta cũng không hiểu nhiều lắm, cứ thấy bảo ảnh hưởng ở não rồi biết đâu lại ấm ớ, biết đâu lại bị ảnh hưởng cái nọ cái kia, và điều đấy thì làm cho người ta ngại chứ người ta thương em, nhưng người ta lo đến cái chuyện rằng là biết đâu em còn bị ảnh hưởng dài dài lâu lâu ấy. Thế cho nên là chắc là người ta cũng né né cái chuyện mà gia đình nhà anh ấy còn nói nhờ tháng 10 này cưới em đi anh ạ. Tức là trước lúc em ốm ấy thì? Vâng ạ. Ừ, trước lúc em ốm thì... Tại vì nhà em với nhà anh ấy cũng đi ăn hỏi với nhau rồi ấy. Ừ, và bây giờ thì lại nhạt vì do là... Vì đấy, anh kiểu trong thời gian em ốm ấy, em cũng chẳng nhớ gì. Lúc sau em hỏi là anh cứ chở em, anh bảo về nhà anh ấy, thấy mẹ anh đi làm cái gì, em cũng không đi theo, không đi làm mà em có nhớ gì đâu. Ừ. Lý do cái chuyện rằng là người ta sợ rằng là em bị cảm chạy lên não rồi sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe dài lâu, thậm chí ảnh hưởng đến tương lai con cái. Còn một điều nữa là cái hình ảnh của em khi tiếp cận với gia đình nhà bên người yêu nó không đẹp. Thường thường lần đầu ra mắt hoặc là chuyện này chuyện khác ở gần ấy mà, thì người ta phải có cái nhanh nhẹn vân vân. Thế nhưng mà em lại, người ta chưa được gọi là con dâu, chưa được giúp gia đình cái gì thì đã trở thành một cái... một chút gánh nặng cho người ta. Và cũng có người này người khác ra ra và vào câu ăn câu nói rằng là ốm rồi yếu rồi vân vân. Tất cả những cái đó nó làm tác động tới anh ấy cũng như tới nhưng gia đình. Anh ơi cho em hỏi này, có phải như vậy là tại em không? Em một lần em gọi ra anh ấy, anh cứ không nghe, mấy lần em gọi ra anh ấy không nghe máy, anh cứ nói cái giọng khó nghe ấy. Em mới chả bảo là nếu anh cứ như vậy từ nay em không điện cho anh, không làm phiền anh nữa đâu. Thế từ đấy rồi em gọi cho anh bảo cứ như lời mày nói đi, cứ như lời mày nói đi hả? Vâng, anh ấy toàn chửi em, ấy cứ chẳng, anh toàn đánh em thôi nhỉ. Em cũng chẳng hiểu tại sao nữa. Thì đấy, tại sao gì khi tình yêu tình thương không còn nữa thì không phải đâu, trước khi bọn em yêu nhau vẫn đang yêu nhau mà anh ấy cứ thỉnh thoảng em có nói dối anh ấy cái gì cũng chuyện không liên đáng mà anh cũng đều đánh em ấy nhỉ. Thôi, cái chuyện như thế thì lại càng làm cho mình nhẹ lòng hơn. Ra đây là một người tuyệt vời, hết ý, phải nói là lý tưởng vời vợi ấy. Mà bây giờ có mất thì mình cũng đau hơn nhiều. Nhưng mà ngẫm lại thấy rằng là biết đâu thì nó lại là cái may. Vâng ạ. Cơ bản nhất là lòng đã không còn nữa. Và lý do xa xôi chính là cái thời gian em có bệnh này, rồi em lại ăn ở nhà anh ấy, cho nên là những cái hình ảnh nó không đẹp, nó tác động tới. Và dần dần thì gia đình phân tích cho anh rằng việc gì phải khoặc lấy cái cô mà bệnh tật này, thiếu gì thế nọ thế kia. Nhiều người khỏe mạnh đúng không? Vâng. Bây giờ lo cho sức khỏe của mình, ổn định công ăn việc làm này, và theo dõi cái sức khỏe tinh thần của mình cho nó tốt này. Thế và người ta đã không thương mình thì mình phải tự thương mình, không có chạy theo làm gì. Bình thường người ta còn đánh đập, bây giờ mình chạy theo khi người ta còn sỉ nhục mình, hoặc người ta làm cái gì đấy tổn thương mình lớn hơn nhá. Hãy lo cho mình trước nhé. Vâng, cảm ơn những lời tư vấn của anh Đinh Đoàn. Cảm ơn bạn đã gọi điện đến chương trình.